Ứng chiếu của ba cô em có thân hình cực phẩm đang cho chim ăn dặm cô nào cô nấy đều đúng tiêu chuẩn quái vật ba đầu từng cô đến bón cho con chim non ăn mà khiến thanh niên sướng gian cô này vừa xong thì lại đến cô khác tiếp tục thanh niên chìm trong sung sướng mà phải thở gấp hết đơn đàn chiến đấu thì lại đến đánh tập thể phun không che từng cô từng cô không ngừng thi nhau hưởng thụ sau khi vắt cạn lô đỉnh của thiếu niên rồi mà mấy cô em vẫn còn chưa đã thèm nên cho dù thằng anh nghỉ thì mấy cô em vẫn không cho nghỉ mấy cô em lại thúc thằng em dậy mà ăn cho bằng hết chẳng mấy chốc mà thanh niên này đã lên tới nóc mà sùi bọt mép chết trên sung sướng chết cũng là quỷ phong lưu mấy cô em lúc này mới hiện nguyên hình là bạch cốt tinh tà dâm chơi chết người rồi thì quay qua hút tinh khí ăn cho bằng sạch ở một thế giới khác cũng có một thanh niên vì tăng ca quá nhiều mà bị đột tử anh chàng đang đi trên con đường đầy hoa bị ngạn và không biết nơi này là đâu chỉ thấy trước mặt anh là một đóa hoa bỉ ngạn cực đẹp lúc này bên phụng hoa lâu cũng báo án có người chết nên người của tịnh tà tư đến điều tra chúng ta hay gọi là quan phủ tất cả mọi người ra ngoài tiếp nhận kiểm tra chưa có sự cho phép không ai được rời khỏi đây sát thanh niên vừa rồi cũng đã được mang ra ngoài người chịu trách nhiệm điều tra vụ án lần này là một cô nàng xinh đẹp đại nhân tình trạng chết của nam tử này rất lạ thành anh thì ngừng thở rồi nhưng thằng em vẫn còn tỉnh táo lắm Ồ, chàng trai này rất có tinh thần đã ngỏm rồi mà pháp bảo vẫn khỏe như thế ước gì ta cũng có một cái như vậy đại nhân đã đem tú bà qua rồi ạ à. đại nhân vị khách quan này chắc là chết vì bị trúng gió mà thôi cũng không cần làm lớn lên như thế đâu nguyên nhân cái chết ta tự có định luận không cần bà phải dạy người này trước khi chết đã được các người phục vụ sao đại nhân cái chết của cậu ta không có liên quan đến chúng tôi lúc chúng tôi phục vụ hang say thì cậu ta đột nhiên lên đỉnh xong thì co giật miệng xui bọt mép lăn ra đó đây là lần đầu tiên cậu ta đến chơi có lẽ vì quá hưng phấn nên mới đột tử có trách thì trách cậu ta ý chí quá mãnh liệt với sắc dục thôi người đâu khắp nơi bố trí như thế nào rồi yên tâm đi đại nhân đã bố trí phong ấn đảm bảo một con ruồi cũng không bay ra ngoài được tình trạng của người chết nhìn đúng là có chút sống với chúng gió nhưng quan sát kỹ thì thấy ấn đường người này xanh đen thân hình cạn kiệt càng giống hơn là bị yêu tà hút sạch tinh dương hơn nữa tiềm sủng và cũng hiện thị nơi này có tà sủng khi xảy ra vụ án ba người các ngươi ở cùng với hắn ta nghi yêu tà rất có khả năng đã trốn trong các ngươi rồi nếu như có vọng khí sư của tư thiên giám ở đây thì tốt họ nhìn một cái là biết và chúng ta cũng đỡ mất công thẩm vấn lúc này thì trong chiếc khăn con chim của thanh niên động đậy cô nàng chỉ huy cũng cảm nhận được mà lật tung chiếc chân lên mở ra thì thấy trên đầu nhỏ của thanh niên đã mọc một cây hoa bỉ ngạn đỏ hoa của tiểu huynh đệ này nở rồi cùng lúc đó thanh niên kia cũng cùng nhìn thấy bông hoa hai người đưa tay ngắt thì thiếu niên đột nhiên bất ngờ một luồng ký ức được dung nhập vào đầu là cảnh tượng của thanh niên này trước khi chết bị yêu quái hút tinh khí những mảng ký ức không ngừng ghép lại sau một lúc thì thanh niên cũng giật mình tỉnh lại quá sợ hãi mà thất kinh hô lớn có yêu quái ba người quan phủ cũng giật mình vì người mới chết đó vậy mà sống lại rồi đau đầu quá vừa nãy là đang gặp ác mộng sao có lẽ là tăng ca quá lâu nên chắc là mệt mỏi sinh ảo tưởng đây cô gái quan phủ lúc này vẫn còn đang nắm lấy gậy như ý của thanh niên này đây đây là nơi nào những người này sao lại mặc đồ cổ trang vậy ngươi chưa chết sao cô là ai cô muốn làm gì ta mà sao cứ nắm vào cái đó của ta thế cô làm ơn bỏ ra chứ cứ sờ như vậy thì nó làm sao ngủ được lập tức cô em quan phủ ngại ngùng mà rút tay lại mình không phải đang tăng ca sao sao lại xuất hiện trong tình trạng lõa thể này còn có đám người mặc đồ kỳ lạ này nữa lẽ nào mình xuyên không rồi ư người này chết đi sống lại sao hay là nói trước đây hắn là người chết bây giờ một cỗ âm khí bùng phát ra từ chỗ yêu quái ha ha không ngờ tiểu tử ngươi còn không chết đáng hận ta phải giết ngươi bằng được nguy rồi yêu quái muốn giết người diệt khẩu em gái liền hét cho thanh niên tránh sang một bên yêu quái cùng em gái đều xông về hướng của thanh niên lập tức chỗ đó bùng nổ yêu quái này quả nhiên ẩn nấp trong ba người kia yêu quái cũng đã bắt được thanh niên đừng động đậy ai dám bước lên phía trước một bước ta lập tức bẻ gãy cổ của hắn á à đừng mà ta vừa sống lại còn chưa kịp làm gì ta còn nhiều thứ muốn làm chưa có muốn chết thêm lần nữa đâu yêu quái bóp chặt cổ của thanh niên ê mình hình như không có mặc đồ thì phải mềm mềm quá lại còn ấm nữa nguy rồi mình không chịu nổi nữa vị huynh đệ này quả nhiên phi thường rơi vào tình cảnh này mà vẫn có thể hưng phấn được đậu bà còn tưởng sống lại sẽ trải nghiệm được không ít sóng gió không ngờ lại có một ngày cái đó của mình bị phơi ra cho nhiều người nhìn thấy như vậy mới sống lại mà mặt mũi đã mất hết rồi nếu hiệp thay vì dọa chết ta như vậy thì ngươi hãy trực tiếp cho ta chết thoải mái đi ta sẽ xuyên đến chỗ tiếp theo cầm mồm còn nói thì ta sẽ bóp chết ngươi ấy ấy đau quá ta chỉ nói đùa thôi mà Ngươi muốn giết thì giết đi, dù sao Tịnh Tà Tư chỉ quan tâm đến yêu quái không quan tâm đến người khác, đúng, trận chiến nào mà không có thương vong, chỉ cần tiêu diệt được yêu quái thì hy sinh vài người vẫn có thể chấp nhận được, cái địch, bọn họ đùa kiểu gì thế, tranh thủ ra tay kết thúc công việc đi, chúng ta bắt yêu quái về bàn giao thôi, đây còn là quan sai sao, đây là giết người đó mấy cha, các người bớt dọa ta lại, thật sự cho rằng ta không dám giết hắn sao, cô nương à, nhẹ tay một chút thôi, lúc này thì em gái chỉ huy nháy mắt ra lệnh điều gì đó với cấp dưới, chỉ thấy người ở dưới lấy ra thứ gì đó rồi giơ lên thu hút sự chú ý của yêu quái, lập tức yêu quái bị choáng váng cái gì cơ thể ta vậy mà không tự khống chế được nữa chấp cơ hội em gái chỉ huy liền lao tới vung ra một roi đánh thẳng vào người yêu quái thanh niên cũng bị đẩy ra một bên hiệu quả nhiếp hồn của ma đồng này đúng là hiệu nghiệm cụ cụ cô ta ra tay đúng là nặng thật suýt chút đã bóp chết mình rồi vừa mới xuyên đến đây lại gặp phải chuyện này thật là xui xẻo con yêu quái này sau khi nhìn vào ma đồng lại còn có thể cử động được xem ra mức độ nguy hiểm cũng là trên cấp vàng yêu quái này có thể chống lại hiệu quả của nhiếp hồn mọi người cẩn thận ta vừa mới hồi phục được một chút yêu lực vốn dĩ không muốn lãng phí nhưng các ngươi lại muốn tìm chết thì đừng có trách ta à yêu quái liền lập tức đọc chú ngữ gì đó một đám võ phu các ngươi thì có thể làm gì được ta chứ sau đó thì ả à phóng ra một cỗ tà lực không hay là yêu quái sử dụng huyễn thuật à yêu quái chỉ cười một cách ma mị rồi dần dần biến mất nguy rồi cô ta đang ẩn thân vào trong huyễn thuật không có vọng khí thuật thì một đám võ phu các ngươi ai có thể nhìn thấu huyễn thuật của ta chứ các người giờ chỉ như cá trên thớt để ta thưởng thức mà thôi nói xong thì ả à đã tung ra một đòn chém tới một bổ đầu cạnh đó một đòn này như muốn lấy cánh tay của bổ đầu các ngươi đúng là trả ra làm sao cả em gái chỉ huy liền vung một kích tới chỗ ả à yêu quái thì yêu quái chỉ nhẹ nhàng nhảy né đi sau đó lại ẩn thân chuẩn bị săn con mồi tiếp theo nếu như có thể phá được yêu huyễn này thì mới có thể hàng phục được à vấn đông nghĩ cách để yêu quái này hiện hình đi được cho ta một chút thời gian khoảng 10 tức ta sẽ chế tạo bùa để phá huyễn thuật ta sẽ hộ pháp cho cô lão hình hoa sinh hai người đi xem tiểu phú đi hai người còn lại liền chạy đến chỗ bổ đầu bị chém vừa rồi muốn đến cứu người sao đừng hỏng tiếp theo là đến lượt các ngươi rồi nhanh chóng hai người này cũng phát hiện mà rút kiếm đồng thời quay lại phía sau chém sớm biết ngươi đã nhân cơ hội để đánh lén rồi tưởng bọn ta là đồ ngốc sao dứt câu thì lão liền giật mình nguy rồi yêu quái này không chỉ biết ẩn thân mà còn biết tạo huyễn cảnh đừng nhìn vào ánh mắt của cô ta lúc này thì hai bổ đầu kia cũng đã trúng huyễn thuật trước mắt hoa sinh thì hiện ra một tiểu mỹ nữ hồ ly ngực khủng còn lão hình thì hiện ra trước mắt là một soái ca sáu múi có cây hàng 20 cm hai bổ đầu đứng đó với ánh mắt đầy hưng phấn mê nhìn mà méo hiểu sao hai người này lại đứng ngây ra đó còn thể hiện với nét mặt tà dâm nữa đang vẽ bùa lúc em gái nhận ra thì đã quá muộn một đòn đánh trực tiếp nổ tung lá bùa cũng vừa hay được vẽ xong mà bay ra em gái đội trưởng thấy thế thì phi lại tấn công yêu quái đừng vội người kế tiếp chính là ngươi quá cay gái men đã nhặt một cục đá mà ném tới à yêu quái yêu quái chỉ vung tay đánh nát cục đá mà mất đi cơ hội tấn công vừa rồi khôn kiếp là kẻ nào ném đá vậy vừa nãy mình không nhịn được mà ra tay giúp đỡ tuyệt đối đừng để ý đến ta tên này có chút kỳ quái phải sớm trừ khử hắn mới được bên này men đã sợ mà đáy cả ra nền nhà vì có mặc quần đâu sao không có động tĩnh gì nữa lẽ nào ả đã đi rồi lúc này thì đằng sau bên ả yêu quái xuất hiện hỏi ném đá chắc vui lắm bây giờ mời ngươi đi chết một lần nữa ả à tung đòn nhưng bên né được và biến mất sau đó thì lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mà ôm lấy ả bàn tay rất thành thục mà luồn tới sờ mò khắp cơ thể yêu quái bám như điêu điêu cơ thể mình lại không tự chủ mà phản ứng rồi khốn kiếp ngươi nhanh thả ta ra ta đâu có bị ngu ta mà buông tay thì ngươi nhất định sẽ giết chết ta chứ gì ta dù có chết cũng phải chết làm ma phong lưu ta bóp ta bóp ta bóp à khốn kiếp ngươi lại lấy cái gì đâm vào lưng của ta thế ngươi là một tên háo sức khốn nạn nếu như không thể khống chế cái tay dơ bẩn của ngươi thì ta sẽ trực tiếp phế đi nó giúp ngươi sức mạnh của cô ta đáng sợ quá đi cánh tay của minh cũng đã bị ả à bẻ chật khớp chấp cơ hội em gái đội trưởng liền vung roi tới quấn lấy cổ ả à yêu quái sau đó giật mạnh khiến ả à bước ra khỏi người mên, men cũng cắm đầu lăn long lóc ra đằng sau chết tiệt cánh tay của mình chật khớp rồi ủa cái này là bùa chú sao ả à yêu quái thì đã bị kéo ngã ra sàn em gái đội trưởng liền rút đau mà bổ xuống ả à yêu quái thấy không ổn liền né tránh sang một bên bây giờ chưa hồi phục thực lực mình cứ trốn trước cái đã ta đi trước, đợi sau này sẽ tính sổ với các ngươi sau. À, đưa tay mở cửa thì bị một kết giới cản lại và bị đánh bật về phía sau. Một lần nữa, à bị em gái đội trưởng quấn lấy và muốn dùng một đao để kết liễu luôn à. À yêu quái tức giận sau đó thì hóa hình thành chân thân rồi đánh bật em gái đội trưởng ra phía sau. Một đầu hồ ly khổng lồ cứ thế gào thét, lại yểm nương chạy thoát khỏi huyền tử ngục, trả trách lại khó đối phó như thế. Hãy hối hận vì những chuyện các người đã làm đi. Hồ yêu bùng phát sức mạnh ra ngoài chấn bay em gái đội trưởng. Bên này hai người bổ đầu chúng, nguyễn thuật vẫn không biết gì đang còn chìm trong cảnh xuân mà yêu quái dựng ra họ cứ tưởng là đã gặp được ý trung nhân nhưng không ngờ là hai người họ đang hôn lẫn nhau nồng cháy men thấy mà cạn lời không biết họ làm gì giờ này còn chơi loại gai lọ được yêu quái mạnh như vậy mình thấy nữ trưởng quan kia sắp không chịu nổi rồi nếu mà yêu quái chiến thắng thì nhất định sẽ không bỏ qua cho mình may mà khinh công của nguyên chủ này cũng không tệ đành cực một phán vậy thực lực của yêu quái này là sóc nguyệt cảnh đỉnh phong mà mình đang bị thương e rằng không chịu nổi lâu nhân lúc yêu quái đang đánh nhau không chú ý men âm thầm lẻn ra đằng sau dùng khinh công nhanh nhất có thể để đem bùa dán lên người yêu quái rất không may là hồ yêu đã phát hiện mà vung tay áp chế men lao tới nhờ khinh công khá nhanh mà men đã thoát được sau đó thì vác con chim lòng thòng mà lao đến một lần nữa anh ngậm tấm bùa trên miệng rồi úp mặt vào hai quả bưởi của à hồ yêu ngay lập tức dùng hai quả bưởi của mình muốn ép chết men lúc sau thì bùa chú có tác dụng đánh trò đau đớn mà phải thả men ra em gái đội trưởng cũng nhân cơ hội vùng kiếm tới chém thẳng vào đầu của yêu quái một nhát này đã cắt phăng thủ cấp của yêu hồ men thấy thế thì cũng thở phào vì lần này thoát chết rồi yêu hồ tuy đứt đầu nhưng vẫn cố gắng nhả ra yêu đan để đồng quy vô tận em gái phát giác điều đó nên đã một cước đá văng đầu yêu hồ ra xa cú đá đó uy lực quá nhưng mà định mệnh sao lại nhắm vào ta mà đã qua đây chứ cô ta đúng là chân thối mà đầu yêu thú chạm vào người men thì yêu đan cũng phát nổ bức tường cạnh đó cũng đã bị nổ cho hỏng một lỗ lớn yêu quái cũng đã thật sự bỏ mình nhưng đến khi em gái nhìn kỹ lại thì không thấy men đâu nữa men thì lúc này đã nhân cơ hội của vụ nổ mà bỏ trốn vừa nãy nguy hiểm quá suýt nữa bị đầu hồ ly kia đập chết rồi may mà khinh công của nguyên chủ này không tầm thường không biết yêu quái kia chết chưa nhưng mà mình ở lại cũng gặp rắc rối với mấy tên bổ đầu kia cứ bỏ trốn trước là biện pháp tối ưu sau một lúc đạp không thì men đã đến một căn nhà tồi tàn dựa vào trực giác thì chạy đến nơi này có lẽ vì nguyên nhân xuyên không dẫn đến ký ức nguyên chủ hỗn loạn nguyên chủ tên lục lăng vân hình như là trưởng môn của môn phái huyền môn này mặc dù là trưởng môn nhưng mà môn phái này chỉ còn lại một người là mình thôi hải à, mình đúng là xui xẻo xuyên không đến đây lại còn bắt đầu thê thảm như vậy phù lạnh quá đi trước tiên không suy nghĩ nhiều như vậy nữa trước mắt đi mặc đồ đã sau đó tìm người nắn lại cánh tay mới là chuyện chính Mên vừa bước vào thì cánh cửa đã đổ sập quên mất cái cửa cũ này đụng nhẹ một cái là ngã xuống luôn bước vào thì Mên nhận ra một đôi chân đang lơ lửng trước mặt nhìn lên thì men nhìn thấy một người tai thỏ đang treo cổ lơ lửng nhìn cảnh này men sợ chết khiếp người này liền nhảy xuống trước mắt của men trong mắt của men đây là một yêu quái đang muốn rơi mình trưởng môn người vẫn chưa chết không phải lão nô đang nằm mơ đó chứ à người rốt cuộc là ai vậy lão nô là đồ ông đây trưởng môn không nhận ra lão nô nữa sao người này là quản gia đồ ông nên cố giả đò là nhận ra mà nói phét là biết rồi hỏi sao ông ta lại thất cổ tự tử vừa nãy lão nô quét dọn từ đường nhìn thấy đèn minh hồn của trưởng môn bị tắt nên cho rằng trưởng môn đã chết rồi nghĩ tới hương hỏa của huyền môn mất hết nên lão nô cũng muốn đi cùng trưởng môn hai hồn đang tắt thì trưởng môn của ngươi thật sự đã chết rồi ta chỉ là một tên xui xẻo đoạt lấy cơ thể này thôi nhưng mấy hôm nay trưởng môn đi đâu vậy đã thế còn không một mảnh vải che thân lại bị thương nữa cũng không có gì vừa nãy đi đường thấy bất bình nên tiện tay tiêu diệt một con yêu quái chiến đấu quá kịch liệt không cẩn thận nên thành ra như vậy lúc này đồ ông bắt lấy tay của mình kích động trưởng môn nói thật sao người đã giết một con yêu quái ha ha đúng thế lúc nãy mình cũng có công giúp đỡ mà tính cho mình một phần cũng không quá đáng đồ ông vui mừng nói ông trời đúng là không tuyệt huyền môn chúng ta ha ha hôm nay đúng là một ngày may mắn ông trời không tuyệt huyền môn ta vì men đã trùng sinh vào nguyên chủ là lục lăng vân nên mình gọi là lục lăng vân luôn nhé mọi người sau khi đồ ông nói xong thì đã kéo lăng vân chạy đi thay đồ đến từ đường bái tế tổ tiên mặc cho tay lục vân có bị chật rất nhanh họ vào thay đồ và nắn lại khớp cuối cùng không phải phơi cái mông nữa, tay cũng nối lại được rồi. Đây là từ đường bái tế các trưởng môn qua nhiều thế hệ sao? Đồ ông đứng trước từ đường cùng với hai con yêu vật tiến bảo và chiêu tài, trưởng môn, lão nô đã đợi nhiều năm, hôm nay chính là ngày mà trưởng môn tiếp nhận truyền thừa rồi. Một môn phái chỉ còn lại một trưởng môn cô đơn lẻ loi thì có truyền thừa gì chứ? Trưởng môn đừng thiếu hiểu biết như vậy. 500 năm trước huyền môn chúng ta từng là thiên hạ đệ nhất môn phái đấy, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân nên dần suy tàn thôi, nhưng mà ta tin bắt đầu từ hôm nay trở đi, trưởng môn nhất định sẽ dẫn dắt huyền môn quay lại đỉnh phong. Ồ, là có bí tịch hay pháp bảo nghịch thiên sao? Làm gì có? Mấy năm nay nội tình của môn phái đã mất đi toàn bộ rồi, thế thì có thần công tuyệt thế gì muốn truyền lại cho ta hay sao? Không phải luôn, công pháp thì chỉ có trưởng môn truyền lại, mấy đời trước trưởng môn đều chết bất đắc kỳ tử nên không để lại công pháp gì, cái gì cũng không có thì truyền thừa cái rắm hay sao? Từ trước đến nay huyền môn có truyền thống, chỉ cần thông qua thí luyện thì có thể nhận được truyền thừa, mà nội dung thí luyện chính là tự tay chém chết một yêu tà, trưởng môn đã giết được yêu tà rồi thì sẽ nhận được truyền thừa của huyền môn thật ư nhưng sao ta không cảm nhận được gì cả cái đó nó sẽ đến từ từ chứ trưởng môn đời trước cũng chỉ để lại một tín vật cho trưởng môn thôi nói không chừng trong đó có mấu chốt để lấy truyền thừa lục một lúc thì đồ ông mang ra cho lăng vân một cái mũ rách đờ mờ ông định chơi tôi à đây chỉ là cái mũ rách màu xanh là muốn tôi đi ăn xin sao đừng mà nó nhìn cũ nhưng dù gì cũng là trưởng môn đời trước để lại biết đâu trong đó có truyền thừa trưởng môn cứ đội thử đi nói xong thì lăng vân cũng đội lên thật nhìn y trang xanh china ông lại lừa tôi nữa nó không có chút tác dụng nào cả trưởng môn đừng vội có thể là vì hồn đang chưa sáng đợi đốt hồn đang lên thử xem được rồi ta tin ông lần cuối đó Đồ ông liền nhanh chóng đi đốt hồn đăng, ánh sáng hồn đăng sáng lên thì lập tức xuất hiện một cô ánh sáng xanh quỷ dị khiến hai người kinh ngạc. Đồ ông, sao ngọn lửa này lại màu xanh vậy? Cái gì chứ? Trong cái bóng của mình có thứ gì đó? Lúc này trong ngọn lửa xanh xuất hiện yêu nữ Hồ Yêu lúc trước, Lăng Vân lúc này nhìn cũng không nhận ra mà hỏi ả à là ai? Hồ Yêu cười cợt nói, công tử đúng là bạc tình, mới có một lúc không gặp đã không nhận ra người ta rồi sao? lăng vân chết lặng ngươi là yêu nữ vừa nãy ngươi vẫn chưa chết sao lời công tử nói đúng là làm tổn thương đấy công tử muốn thiếp thân chết như vậy sao ta không có ý đó ta chỉ lo lắng cho cô thôi nếu đã thoát sao không về nhà đi mà đi theo ta làm gì công tử vội vàng đuổi thiếp đi như vậy sao thiếp vẫn muốn tâm sự với công tử mà bây giờ cũng muộn rồi hay là sau này nói chuyện tiếp công tử vừa nãy đánh thiếp thân đau lắm đó cũng nên bồi thường cho thiếp thân chứ yêu nghiệt hỗ sược lại dám dụ dỗ chương môn của huyền môn ta hồ yêu lúc này mới bùng phát sức mạnh quát đồ ông biến đi ừ ngươi dám hù dọa đồ ông ta sao nói to thế làm gì bảo ta cút thì ta cút thôi nhưng mà nói nhỏ cũng được mà lão già này vừa rồi hùng hổ lắm mà sao giờ chạy nhanh vậy đúng là lão già không có nghĩa khí công tử người vẫn chưa nói làm thế nào bồi thường cho thiếp thân đấy cô cô muốn bồi thường thế nào ăn một lần nữa ta ngại lắm công tử vui tính quá thứ thiếp thân muốn chính là dùng mạng của công tử bồi thường nói xong thì yêu hồ cắn thẳng vào cổ lăng vân hãy để máu của công tử làm ấm trái tin tổn thương của thiếp thân đi lúc này lăng vân đau đớn nhớ lại kiếp trước anh nhớ lại những khó khăn tiền bạc bạn bè thì coi thường khinh bỉ ông chủ thì chỉ bới lúc nào cũng bắt tăng ca làm cho anh chết mệt tiền nhà đám cưới đám xin tiền nợ tăng ca mọi thứ đều như là một đám hút máu cho đến khi mình chết kiếp trước đúng là mình sống như một kẻ vô dụng mà a à, đau quá cái con yêu quái này mình của trước đây đã yếu ớt đến mức không cảm nhận được là bị hút máu mình không muốn bị như vậy nữa kiếp này phải sống cho bản thân ai cắn mình thì mình sẽ cắn lại ai hút máu mình thì mình sẽ hút máu lại gấp đôi bất ngờ lúc này chiếc mũ lại có phản ứng quấn lấy cổ yêu thú ai ức hiếp mình một thì mình nhất định trả gấp 10, lập tức một nguồn sức mạnh từ cái mũ phóng thích ra cơ thể của lăng vân bắt đầu hấp thu trong đầu đột nhiên xuất hiện nhiều tin tức như vậy đây lẽ nào chính là truyền thừa của huyền môn sao yêu nữ cũng bị mình thôn phệ rồi xem ra cái mũ này không hề đơn giản truyền thừa huyền môn thực sự bên trong nó lão đồ ông bấy giờ mới quay lại chúc mừng trưởng môn đã lấy được truyền thừa sau này huyền môn sẽ lấy lại vinh quang nhiều ngày cả ông còn mặt mũi mà quay lại vừa nãy chạy nhanh lắm mà trưởng môn trách nhầm lão nô rồi nãy là ta chỉ muốn tạo ra cơ hội cho ngài giết chết yêu tà kia để ngài lấy được truyền thừa thôi gì có ma mới tin ông đó ông đúng là lão già xấu xa mà dù ta có thế nào thì trưởng môn cũng đã hoàn thành thí luyện và lấy được truyền thừa rồi ngài chính thức trở thành trưởng môn thứ 44 của huyền môn sau khi xuyên không lại đạt được truyền thừa công pháp tuyệt thế như thế mới có chút giống nhân vật chính chứ giờ ngươi đã trở thành trưởng môn chính thức rồi thì lão nô sẽ nói cho người một vài bí mật liên quan đến huyền môn bí mật lẽ nào là bí bảo kinh thiên gì muốn mình đi nhận trưởng môn biết vì sao chúng ta là môn phái đứng đầu mà bây giờ lại thành ra thế này không lẽ nào là xuất hiện một tên phá gia chi tử à không phải đó là vì vận hạn hả à, vận hạn phàm là đệ tử của huyền môn nhất định sẽ bị vận hạn bám lấy cuối cùng chết một cách lạ lùng trước giờ vẫn bị ảnh hưởng nên không ngừng suy yếu cho đến bây giờ chỉ còn lại người là trưởng môn vận hạn gì mà lại mạnh như vậy có thể khiến một môn phái hàng đầu chỉ còn lại một người cái này lão nô cũng không biết, chỉ biết vận hạn sẽ tăng trưởng theo tuổi, vận hạn khiến người huyền môn chết càng ngày càng nhiều, trưởng môn đời trước chưa đến 30 tuổi đã chết rồi, vãi đạn, chưa 30 tuổi đã chết, thế thì chẳng phải ta không sống được bao lâu nữa sao? Cụ cụ, ta đột nhiên cảm thấy mình mắc bệnh trĩ nên không thể làm trưởng môn nữa, ông đi chọn người khác đi, khi đã trở thành đệ tử huyền môn thì đã bị vận hạn bám lấy rồi, dù có rời khỏi huyền môn thì cũng sẽ không biến mất đâu. Lão già nãy giờ ông chơi tôi sao? Ông biết thế thì sao không nói sớm cho tôi biết? Trưởng môn đừng vội, cũng không phải là không có cách chữa được, lại còn có cách chữa vận hạn, nói mau cách gì? Đó là sinh con chuyển cảnh đến chỗ lầu xuân tiêu lúc này hai cha nội bổ đầu ăn cháo lưỡi của nhau tỉnh táo lại thì phê như con tê tê mà không ngừng ngại ngùng chắc là tối nay mua dầu ăn để sẵn luôn rồi hai người còn đứng đó mà đá lông nhau đưa tình nữa mau đi điều tra người vừa nãy bỏ chạy có lai lịch gì người kia hình như không bị ảnh hưởng bởi huyễn cảnh của yêu nữ hắn không hề đơn giản trở lại với lăng vân anh đã quay về nghỉ ngơi sau khi biết mình dính vận hạn theo như lão già nói thì mình e là không sống được mấy năm nhưng mà lão cũng nói có cách thoát khỏi vận hạn căn cứ tổng kết của trưởng môn các đời thì tăng thêm số người của môn phái thì có thể giảm vận hạn mà sinh con tác dụng tốt hơn nhận đệ tử chỉ cần sinh một đứa thì có thể trực tiếp gánh vác một nửa vận hạn sinh càng nhiều thì vận hạn càng yếu trưởng môn cố gắng sinh ra chừng hai chục đứa thì vận hạn lúc đó sẽ chẳng còn bao nhiêu đâu đậu mé biết moi đâu ra gái mà đòi đẻ lắm thế đẻ ra cũng có nuôi nổi đâu cái đó trưởng môn phải tự mình nghĩ cách thôi nghĩ lại thì cũng tốt hơn là không có cách vì mạng sống và tương lai của môn phái ta phải hy sinh một chút thôi hí hí khụ khụ trước tiên không nghĩ đến mấy thứ này nữa truyền thừa vừa nãy mình lấy được chỉ có hai loại là huyền công và thất tinh kiếm một môn phái hàng đầu mà giờ chỉ còn lại một môn công pháp và một bộ kiếm quyết đúng là thảm mà nhưng thông qua tìm hiểu thì hai môn này đều rất cao thầm chỉ cần luyện đến cao thủ thì cũng bá rồi yêu nữ kia cũng có lẽ bị mình dùng huyền công thôn phệ chắc công pháp này là dùng cách thức thôn phệ để thăng cấp xem ra công pháp này của huyền môn đúng là bá đạo nếu mà không bị vận hạn thì huyền môn nhất định thống trị một phương hơn nữa điểm kỳ diệu của công pháp này không chỉ dừng lại ở đó yêu quái bị thôn phệ liền có thể bị mình sai khiến lúc này lăng vân cũng thả hồ yêu ra xem sao hồ yêu thoát ra liền muốn tấn công lăng vân lăng vân chỉ bóp nhẹ thì hồ yêu đã bị áp chế ngay lập tức hồ yêu bị khóa chặt mà không ngừng kêu lạ á? nếu cô không muốn chết thì đừng có dễ nữa tiếp theo ta hỏi thì cô trả lời vâng thưa chủ nhân tôn kính đậu gọi chủ nhân luôn tốc độ tiếp nhận của cô ta cũng thực sự nhanh quá rồi lúc này thì lăng vân thả hồ yêu ra đa tạ chủ nhân cô có lai lịch thế nào tại sao cứ phải dùng nhiều cách hại ta như vậy thiếp thân tên hoán khởi mộng thiếp làm chủ nhân bị thương chỉ là vì bất đắc dĩ thiếp chạy trốn khỏi nhà ngục trừ tà ti vốn dĩ là muốn rời khỏi giang châu nhưng không ngờ nơi này đã bị hạ kết giới nên chỉ đành phải trốn ở xuân tiêu lâu thiếp yêu lực sắp cạn kiệt và rơi vào tuyệt cảnh đúng lúc này có người thần bí đến tìm thiếp thân nói rằng chỉ cần giết được chủ nhân thì giúp thiếp ra khỏi thành thiếp vào đường cùng nên chỉ đành đồng ý với hắn trước đây thiếp chưa bao giờ hại người lần này là lần đầu tiên phạm tội xin chủ nhân tha thứ có kẻ lại muốn hại mình lẽ nào là kẻ thù của cơ thể này cô nói cho ta kẻ đó trông như thế nào xung quanh người đó bị khí đen bao lấy thậm chí là năm hay nữ thiếp cũng không phân biệt được được rồi vậy cô là cảnh giới gì và có năng lực đặc thù nào không thiếp thân vốn là yển nương thực lực sóc nguyệt cảnh đại viên mãn năng lực lấy huyễn cảnh làm chủ có sở trường là tạo ra ảo ảnh vậy là hai tên bổ đầu kia lúc trước bị chúng huyễn thuật nên mới hôn nhau sao nhưng mà hình như mình miễn dịch với huyễn thuật sau này phải kiểm chứng lại ta thấy xung quanh cô có luồng khí nhạt bao phủ có lẽ những hình tượng lúc trước không phải là tướng mạo ban đầu của cô nhỉ chủ nhân đúng là có mắt nhìn tiếp thân có một năng lực là biến hóa cho dù là thành hồ nữ mơ mộng thanh xà quyến rũ hay là lo li đáng yêu tiếp thân đều có thể biến được chỉ cần chủ nhân thích thì thiếp thân đều có thể làm hài lòng ngài, đủ rồi đừng biến nữa, cô cứ dùng hình dạng ban đầu đi là được, biến nữa ta chết vì mất máu đó. Nghe thế thì yêu hồ liền biến lại thành một em gái vô cùng xinh đẹp ngực khủng, nếu chủ nhân thích hình tượng này của thiếp thân thì thiếp thân sẽ dùng hình ảnh này, bản thể thật lại xinh hơn mấy cái khác, mình nhìn thôi mà đã muốn đúc lại nhục thân và sinh con với cô ta rồi, được cái là thực lực mình không cho phép khụ khụ cô lui xuống trước đi sau này nếu cô biểu hiện tốt thì ta sẽ đúc lại nhục thân và trả tự do cho cô cứ nói cho qua chuyện trước vậy đa tạ chủ nhân thiết thân nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng mặc dù không biết sóc nguyệt đại viên mãn mạnh cỡ nào nhưng nếu có thể tiêu hóa được thì thực lực mình sẽ tăng lên ngày mai phải đi tìm hiểu cảnh giới nơi này mới được hôm nay cũng quá tốn sức rồi phải đi ngủ một giấc trước đã vừa xuyên đến đã đấm đá cả buổi rất nhanh đã đến sớm hôm sau mới sáng đã bị cái đói làm cho tỉnh giấc rồi nhanh chóng lăng vân đến chỗ lão đồ ông kiếm cái gì đó ăn môn phái quá nghèo nên bữa sáng chỉ có cà rốt cho lão và một trái táo lăng vân cũng chỉ ngậm ngùi ăn lấy sức chứ cũng méo có tiền đi ăn mấy món khác đang còn ăn thì đột nhiên bên ngoài có người lại đạp đổ sập cánh cửa bà mẹ hôm qua mãi mới dựng lên được mà lại có kẻ tới đạp đổ nữa quá cay dài lăng vân đáp luôn quả táo ăn dở ra cánh cổng bà mẹ là kẻ nào làm mau biến đi người bên ngoài lại là em gái trưởng quan đây là nữ bổ đầu hôm qua sao cô ta lại biết nhà mình mà tới đây rồi vừa nãy là tiểu nhân không biết nên mới vô ý mạo phạm xin đại nhân tha tội sao đại nhân lại tìm được nơi này mà đến đồ của người ta đã mang về trừ tà ti rồi ngươi có thể đến lấy còn ta là người quan phủ thì điều tra một cái là ra ngay thật sự không giấu gì lần này ta đến đây còn có một chuyện ô là chuyện gì đại nhân cứ nói giúp được tiểu nhân sẽ giúp tối qua trong trận chiến ta quan sát thấy ngươi không bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật có phải ngươi biết một loại công pháp như vọng khí thuật không chỉ là huyễn thuật nhỏ bé sao có thể ảnh hưởng đến trưởng môn huyền môn ta được chứ Trưởng môn của Huyền môn sao? Đúng, đây chính là trưởng môn đời thứ 44 của Huyền môn ta, đỉnh đỉnh đại danh Lục Lang Vân, ông nói là Huyền môn gì đó sao? Sợ rồi chứ gì, chắc cô cũng đã nghe qua danh tiếng Huyền môn ta rồi, ta thật sự là không biết và cũng chưa nghe qua tên Huyền môn bao giờ. Đồ ông, ông đừng tự chuốc nhục vào người nữa, môn phái chỉ còn có một người thì uy danh cái rắm. Được rồi, ta quả thật có thể nhìn thấu huyễn cảnh, đại nhân cần ta giúp gì sao? Đúng thế, gần đây người của trừ tà ti đang thiếu ta cần người tinh thông vọng khí thuật giúp đỡ phá án ta muốn mời ngươi làm nhân viên của trừ tà ti khi ngươi vào biên chế thì sẽ có đãi ngộ là mỗi tháng 10 lượng bạc và thêm ba thạch gạo nghe đến có tiền thì đồ ông đã đẩy lăng vân tham gia ngay và luôn trưởng môn cố gắng phá thêm mấy vụ án lớn kiếm tiền thưởng nhé môn phái của chúng ta cũng nghèo lắm rồi lão thỏ già này vì một chút tiền lương mà đem bán cả mình luôn rồi trừ tà ti của các người đáng lẽ phải có vọng khí thuật chứ đột nhiên thiếu người là đã xảy ra chuyện gì sao khởi mộng nói cô ta trốn ra từ ngục trấn ta có lẽ có liên quan đến chuyện này đây thuộc về cơ mật nội bộ đợi ngươi thông qua kiểm tra ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân lại còn kiểm tra nữa sau đó hai người nhanh chóng tiến vào trong thành hai người đi đến gặp một đạo sĩ lề đường đang xem mệnh toán đạo sĩ này dùng vọng khí thuật để xem vận khí và kiếp nạn cho dân thường sau khi xem xong thì tiện bán một ít đồ để lấy công xem thuật, đến khi lão nhìn Lăng Vân thì trên người Lăng Vân một cỗ khí đen tỏa vây xung quanh, hắc khí bay tận trời xanh từ chỗ Lăng Vân ngồi, mây đen trên đỉnh đầu, vận đen sung tiêu đúng là thiên sát cô tinh, sao ngươi có thể vẫn còn sống được chứ? Lão đạo sĩ ngươi sao lại chủ ta chết vậy chứ? Ta thèm chủ gì ngươi, vận đen của ngươi dày đặc kia kìa, vẫn chưa chết đúng là kỳ tích, ngươi mau né xa ta ra một chút, lão già này nhìn được vận hạn của mình xem ra không phải lừa đảo rồi, đạo trưởng, vị này tên Lục Lăng Vân là một người kiểm tra khác được chúng ta mời đến, Lăng Vân đây là khuyết kim đạo trưởng, lần này ông ấy sẽ đi cùng chúng ta. Thấy lúc nãy lão sợ vận đen trên người Lăng Vân nên anh liền nhảy tới bá vai nói chuyện như thân lắm, nào là nhìn giống sư phụ mình rồi khen đạo hạnh cao thâm các thứ. Lão thấy vận đen của Lăng Vân mà khiếp hãi đẩy Lăng Vân ra ngay, trong lúc lui thì đạp phải hòn đá mà té bổ ngửa vào quầy hàng sau lưng. Đầu heo trên bàn vừa hay cũng rơi thẳng vào đầu lão, tạo hình này của lão đạo trưởng đúng là đặc biệt nha, ta biết ngay mà, tiếp xúc gần với tiểu tử này chắc chắn gặp xui xẻo. Khủ khủ. đạo trưởng chúng ta vẫn nên tranh thủ đi kiểm tra thôi, sau đó thì ba người đến một ngôi nhà hung trạch để điều tra những vụ án mất tích gần đây, đây là bước kiểm tra của hai người họ. Nếu hai vị có thể tìm được ngọn nguồn trừ khử yêu tà thì xem như thông qua kiểm tra, hai vị có cần người khác giúp đỡ không? Không cần, bắt quỷ trừ tà vốn là thế mạnh của đạo môn ta, bần đạo chỉ cần một nén hương là xử lý xong. Ừ, lão già chém gió cũng rất có ít. Nếu đã thế thì ta đứng bên ngoài đợi vậy, hai người thấy khó quá thì bỏ qua nhé, sau đó thì hai người lăng vân vào trong đạo trưởng lúc nãy ông nói thẳng như vậy xem ra rất nắm chắc nhỉ hừ bần đạo vừa rồi bói một quẻ thì thấy nơi này có hung vật nhưng không có mạnh chắc chỉ là một oán linh nhỏ thôi bần đạo có thể hàng phục nó ngươi cứ đứng im đây đợi đi bần đạo vào thu phục xong rồi sẽ ra cái lão già hống hách này thích thể hiện thật lão đạo trưởng thật sự không cần ta giúp gì sao ngươi tránh xa ta ra một chút đã là giúp ta rồi lão đạo hũ thúi ra vẻ gì vậy chứ ở ngoài sân này cũng có cây cổ thụ to thật dù sao cũng không có gì làm mình thử nghiệm một chút vọng khí thuật xem sau khi thôn phệ khởi mông mình có thể mơ hồ nhìn thấy vận chuyển của nhân khí cơ lão đạo sĩ lúc nãy hình như điều động tinh khí trong cơ thể sau đó thì đổ vào trong mắt mình thử xem coi có hiệu quả không quả nhiên là có tác dụng thật màu xanh này có lẽ là âm khí hình như hướng đi của âm khí là phía trên lập tức lăng vân nhìn lên trên xem thử ở trên cây cổ thụ đều là đầu người được treo lơ lửng làm lăng vân phát hãi nơi này nhiều đầu người bị treo lên như vậy thì không biết là chết bao nhiêu người rồi oán khí mạnh thật xem ra hung trạch này không đơn giản phải tranh thủ ra ngoài mới được lão đạo sĩ vẫn chưa biết mà cứ đi vào bên trong vọng khí thuật của lão chỉ nhìn thấy được nguồn gốc âm khí phát ra trong căn phòng mà lão nhìn vào nhìn qua cánh cửa lão thấy một đôi chân đang lơ lửng trên không khi mở cửa bước vào thì lão thấy một cô gái mang áo hỉ đang treo cổ tự tử trên trần nhà lúc này lăng vân từ ngoài đi vào vỗ vai lão làm lão sợ mất mật mà té sấp mặt lão đạo chúng ta phải rời đi thôi ủa ông làm cái gì vậy izo là tiểu tử nhà ngươi nữa sao ngươi làm gì vậy hả không phải đã bảo ngươi đợi ở ngoài đừng đi lung tung rồi sao lão đạo ông làm gì mà kinh ngạc thế chúng ta rút thôi bên ngoài oán khí nặng như vậy mà ông không nhìn thấy sao oán khí gì trong sân thì lấy đâu ra oán khí ngươi đừng làm loạn nữa ta đã tìm ra nguồn gốc của âm khí rồi lúc này thì một viên ngói rơi từ trần nhà xuống cắt mặt lão và xém phế luôn lão thấy chưa đã bảo người đừng lại gần ta rồi mà ngươi đúng là đem vận xui đến cho ta mà may mà phúc trạch của ta thâm hậu đó dứt câu thì một khúc gỗ to trên trần nhà rơi thẳng xuống đầu lão cái định mệnh xui vãi cả đái lão đạo sĩ có lẽ vẫn chưa trừ được ta thì lão đã bị đánh chết rồi đó may thật chỉ là bị ngất phải nhanh mang lão ra khỏi nơi này mới được lúc này trước đầu lăng vân xuất hiện một tà áo lăng vân ngước lên nhìn thì trước mặt đã đập vào mắt một nữ tử mặc áo cưới không ngừng gọi mình là phu quân phu quân chàng bắt thiếp đợi chàng vất vả quá rồi cô nương cô nhận nhầm rồi đúng không ta không phải phu quân gì của cô đâu nhanh nào chúng ta cùng đến bái đường thôi hả đây là cái gì nữa vậy nữ quỷ búng tay một cái thì tú cầu đã được mặc trên người lăng vân sau đó thì kéo lăng vân đến gần cô ta một người một quỷ đứng đó chuẩn bị bái đường ngay và luôn nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái nghi lễ hoàn thành này ngươi như vậy có phải quá qua loa rồi không ta còn chưa kịp bái cái nào mà phu quân chúng ta vào động phòng thôi gì chứ động phòng nhoáng một cái thì hai người đã ở trên giường ta nói tiến triển của chúng ta có phải hơi nhanh quá rồi không nữ quỷ không trả lời mà trực tiếp đẩy lăng vân nằm ra mà cởi đầu phu quân như thế cũng không tính là nhanh gì cả thiếp đã đợi phu quân ở đây rất nhiều năm rồi đấy một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng mà nói xong thì nữ quỷ đã cởi luôn áo ra để làm chính sự cô nương có gì thì từ từ nói đừng có cởi đầu nữ nhân của thế giới này lại chủ động như vậy sao phu quân để thiếp hầu hạ chàng nhé cô nương à ta thật sự không phải phu quân của cô đâu cuối cùng có thể ở cùng phu quân rồi thiếp rất vui nữ quỷ lúc này mở khăn che đầu ra thì đôi mắt đã biến mất đỏ lòng lòng Cô nương tạo hình của cô có chút đặc biệt, tuy biết là quỷ nhưng mà cũng đâu cần làm thế, là phu quân xấu hổ sao? Vết sẹo trên mặt chàng sao lại không thấy đâu nữa? Ta đã nói không phải phu quân của cô rồi mà, ngươi không phải là Lâm Lang vậy ngươi là ai? Ngươi không phải Lâm Lang, ngươi không phải phu quân, vậy ngươi là kẻ muốn sát hại ta đúng không? Ta bóp chết ngươi, lại nữa, các người chỉ biết mỗi chiêu bóp cổ thôi sao, không thể đổi chiêu khác à? Lăng Vân đạp cho nữ quỷ một phát khiến nữ quỷ văng ra ngoài xa, nữ quỷ cô sao lại không nghe hiểu tiếng người vậy? Cũng đâu phải ta chủ động lừa cô đâu dứt câu thì nữ quỷ đã cầm cây kéo to mà nhào đến chỗ lăng vân dâm tặc ta phải cắt của ngươi vãi cả đạn cô ta lấy đâu ra cây kéo này vậy nữ quỷ nhào tới vung kéo muốn cắt đôi lăng vân lăng vân chỉ dùng một và đã vả cho nữ quỷ té xuống đất ta đang vội cô đừng làm loạn nữa nữ quỷ này cũng yếu quá rồi nữ quỷ lúc này mặt mếu máu muốn khóc hu hu đám trộm các người trước đây khi ta còn sống không đấu lại các người không ngờ làm quỷ rồi cũng không đấu lại còn bị các người bắt nạt hu hu gì vậy chứ ngươi là quỷ mà sao còn khóc thảm vậy chứ hu hu ta không biết đâu ta ghét các ngươi được rồi cô đừng khóc nữa ta không phải phu quân của cô càng không phải là kẻ trộm gì đó ta chỉ đến đây bắt quỷ thôi hả à, bắt quỷ ở đâu có quỷ ta sợ nhất là quỷ đó này này quỷ chính là cô đó có thể xác nhận lại bản thân mình là ai được không ta đúng vậy ta hình như đã chết rồi hích hích lại bắt đầu khóc nữa được rồi đừng khóc nữa cô nói ra lai lịch của mình và tại sao lại làm điều xấu nơi này tiểu nữ vốn dĩ là tiểu thư của chu gia tên tiểu chân đêm đại hôn trong nhà đột nhiên bị kẻ trộm cướp xâm nhập lang quân bị chúng giết chết còn tiểu nữ sau cùng bị móc mắt làm nhục vì quá nhục nhã và đau khổ nên tiểu nữ đã treo cổ tự vẫn nơi này tiểu nữ ở lại đây chỉ để đợi hồn phách phu quân quay lại rồi cùng nhau đi đầu thai vốn không hề hại ai cả sau khi thành quỷ mà chấp niệm trong lòng không phải trả thù trả trách oán khí cô ta lại yếu như thế kể ra cô ta cũng là một kẻ trung tình và đáng thương vậy tại sao sao cô lại hại những người bên ngoài bên ngoài là ai sau khi tiểu nữ chết đều ở đây đợi chồng chưa bao giờ ra khỏi căn phòng này và càng không hại bất kỳ ai gì chứ những người bên ngoài không phải cô hại sao lẽ nào nơi này còn có yêu tà khác nguy rồi không thấy lão đạo đâu nữa lúc này bên ngoài xuất hiện một con yêu tà khổng lồ bên ngoài là một con yêu quái khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào trong phòng lăng văn mới hỏi nữ quỷ có phải là đồng bọn của nữ quỷ không thì nữ quỷ nói không phải vì trước giờ cô luôn ở nơi này một mình lão đạo sĩ thì đã bị yêu quái bắt đi chuẩn bị ăn thịt lăng văn nhanh chóng nhặt một khúc gỗ lên rồi đáp tới muốn cứu lão đạo sĩ khúc gỗ chuẩn bị găm vào mắt yêu quái thì nó liền kéo lão đạo sĩ tới chặn đòn tấn công này khúc gỗ liền găm thẳng vào hoa cúc của lão đạo làm lão đạo sĩ ỉa cả ra quần mà tỉnh lại nếu quỷ thấy vậy thì cũng cười không ngậm được mùng khen lăng vân ném quá chuẩn lão đạo sĩ bị yêu quái treo lên mà nhìn trong thèm thuồng nó mang lão đạo sĩ kéo tới gần làm lão đạo sĩ khiếp hãi sau đó thì nó há miệng ra thả lão và nuốt chọn luôn lão lăng vân nhìn mà hãi lão đạo sĩ cứ như vậy mà bị ăn rồi lúc này trong miệng của yêu quái động đậy là lão đạo sĩ dùng đến 200% công lực để mở cái miệng của yêu quái ra cầu mạng sống lão đạo ông cũng mạnh đấy như vậy mà cũng đỡ được sao còn nói mấy lời châm biếm nữa nhanh nghĩ cách cứu ta đi nhưng con yêu vật này y như một cục đá lớn ta không có cách nào ra tay cả thì cứ đánh vào mắt mũi hay là hoa cúc của nó đại đi bần đạo đỡ sắp ỉa cả ra quần rồi đây này thủ đoạn của mình là một môn kiếm pháp nhưng ở nơi này cũng không có kiếm gì ở đây chỉ có mấy khúc gỗ nên mình đành dùng thay thế vậy cầm lấy gậy lăng vân dùng khinh công lao đến để tấn công yêu quái cứu lão đạo trưởng lăng vân muốn bổ khúc gỗ vào đầu yêu quái thì bị nó phát hiện yêu quái liền dùng móng vuốt cào tới lăng vân xoay người né tránh có sơ hở nhân cơ hội công kích vào phần lưng của nó lăng vân liền sử dụng thất tinh kiếm thức thứ bảy nộ lan đánh thẳng vào sống lưng yêu quái làm nó đau đớn mà nhả lão đạo ra lão đạo thoát ra ngoài thì nhảy ra thủ thế công pháp truyền thừa của huyền môn đúng là thần kỳ lấy được hai môn công pháp này chắc đủ xưng bá rồi lão đạo ông có nhìn ra yêu quái này có lai lịch gì không yêu quái có đầu cú thân sói và móng vuốt chim âm thanh phát ra giống tiếng trẻ em khóc có lẽ nó là dạ nỉ nhưng theo lý mà nói yêu này thân hình bình thường lớn nhất chỉ bằng bàn tay mà thôi hơn nữa tính tình hiền lành nhát gan chứ không thể hung dữ như vậy được đừng nghĩ mấy cái đó nữa ông có cách nào đối phó với nó hay không ta đương nhiên là có cách hàng phục yêu quái này hàng phục yêu ma là sứ mệnh của đạo môn hôm nay gặp yêu tà này đệ tử khuyết kim sẽ hàng phục nó xin đạo tổ phù hộ pháp khí ồ xem ra lão đạo có bảo bối lợi hại không biết lão cất ở đâu lúc này thì lão đạo sĩ mới moi một thanh kiếm ở dưới hậu môn ra lăng vân nhìn mà lặng người một thanh kiếm dài vậy mà lão giấu được ở hoa cúc nhỏ phía trên còn dính máu nữa lão không sợ bị trí à lúc này lão đạo sĩ cắt máu tay rồi điểm lên mi tâm sau đó nói với lăng vân đi dụ yêu quái một lúc để lão thi pháp lão đạo ông cần bao nhiêu thời gian bần đạo cần ba mươi hơi thở là đủ thế thì lão phải tranh thủ đấy thời gian mà dài thì ta sợ không chống đỡ nổi đâu lăng vân một lần nữa vẫn thất tinh kiếm rồi lao tới đánh nhau với yêu quái âm khí ô nhiễm yêu tà làm loạn thiên đạo nhỏ bé chứng đạo vi thân mượn sức mạnh của trời để hành đạo chứng thân biến càng vi chấn trí dương trí bình đạo tổ hồng quân cấp cấp như luật lệnh lão đạo cắn máu phun lên thanh kiếm lúc này thì lăng vân cũng bị yêu quái đánh cho bay lại một góc sau lão đạo cụ cụ đau chết ta rồi lão đạo ông đã xong chưa vậy được rồi ta đã chuẩn bị xong lấy tinh huyết của ta dẫn thiên lôi động truyền vào đạo khí này thanh kiếm đó nhìn lợi hại đấy dạ nỉ thuộc yêu quái cực âm bần đạo lấy binh khí cực âm để hỗ trợ thêm thiên lôi thanh binh khí này bất cứ vật âm tà nào cũng bị khắc chế tiểu tử xem bần đạo đi hàng phục yêu quái đây dứt câu thì một cục đá đã bay vào mặt lão khiến lão bắn về phía sau và nằm như một đống cức mà bất tỉnh nhân sự đờ mơ cái lão già này không thể đợi giết xong yêu quái rồi thể hiện à lão có biết mấy thằng nói nhiều thường hay chết sớm sao lần này còn một mình mình thì phiền phức lớn rồi lăng vân đánh mắt qua thì thấy cây kiếm của lão đạo vẫn còn sức mạnh lôi đỉnh yêu quái tấn công qua thì lăng vân đã dùng lăng ba vi bộ né tránh nhặt lấy thanh kiếm kiếm này dù khắc chế được yêu quái nhưng mà yêu quái to như vậy thì không thể đánh lâu dài với nó được phải tìm ra nhược điểm của nó rồi một kích tiêu diệt mới được lăng vân lại khai triển vọng khí thuật để nhìn nhược điểm của yêu quái sau một lúc thì cũng phát hiện được nhược điểm của yêu quái là ở phần bụng dưới lăng vân lại một lần nữa vận dụng thất tinh kiếm rồi dùng hết tốc lực lao đến để tấn công yêu quái kiếm tiền chém vào người yêu quái gây được sát thương nhưng cũng đồng thời bị chấn vỡ vụn một kích của lăng vân đã đánh trúng yếu điểm của yêu quái xạ nỉ nhận một kiếm này yêu quái cũng đã bị đánh gục kiếm tiền cũng rơi vãi khắp nơi thanh kiếm này đúng là có thể giết yêu quái nhưng mà có vẻ không chắc chắn lắm vô lý gây động tĩnh lớn như vậy mà sao nữ bổ đầu bên ngoài cũng không vào xem bên trong có điểm gì kỳ lạ đáng tiếc là huyền công một lần chỉ thôn phệ được một yêu quái yêu lực khởi mộng mình chưa thôn phệ hết nếu không ăn thêm con dạ nỉ này thực lực mình sẽ tăng lên một bậc lúc này nữ quỷ cô dâu quỳ xuống cầu xin lăng vân lăng vân cũng méo hiểu sao nữ quỷ lại quỳ xuống làm gì mặc dù tiểu nữ không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được yêu quái vừa nãy rất mạnh đại hiệp có thể dễ dàng giải quyết thì có lẽ là một cao nhân được khen lăng vân liền nở mũi cái đó là đương nhiên rồi cô muốn ta giúp gì cứ nói đi tiểu nữ không có yêu cầu gì lớn mà chỉ muốn đoàn tụ với phu quân hy vọng đại hiệp có thể giúp ta tìm thấy hồn phách của phu quân Hùng, cô ta yếu như vậy mà ở nơi này nhất định sẽ bị người khác tiêu diệt vừa nãy cũng đã bái đường với cô ta rồi mình cũng nên giúp cô ta một chút vậy ta thấy hoàn cảnh cô đáng thương nên sẽ giúp cô nhưng bây giờ không có manh mối nào thì ta biết đi đâu mà tìm đại hiệp không cầm tìm đây là miếng ngọc định tình của chúng ta ta có thể định thân trên ngọc bội chỉ cần đại hiệp đeo nó bên người là được nếu như cảm ứng được hồn phách của phu quân tiểu nữ sẽ nhắc mặc dù yêu quái đã giết nhưng oán khí nơi này vẫn chưa tiêu tán phải để họ đến xem nguyên nhân gì mới được nhanh chóng lăng vân đi đến gọi lão đạo sĩ dậy gọi mãi mà không tỉnh nên lăng vân liền dùng biện pháp mạnh tắt hết bên này đến bên khác gọi lão đến lúc em gái đội trưởng vào mà lão vẫn chưa tỉnh mãi sau lão mới lò mò mở mắt lúc này lão mới giật mình hỏi yêu quái đâu yêu quái đương nhiên đã bị lão tử diệt rồi chứ đâu là vậy sao vừa nãy có phải yêu quái kia đánh vào mặt ta không mà sao mặt ta sưng đau thế hê hey, hê hey, đúng vậy yêu quái ra tay tàn nhẫn thật lão đạo bấm tay tính toán xem ra nơi này đã bị người khác hạ cấm chế che đậy thiên cơ cho nên bần đạo mới tính sai là ai bày ra cấm chế chúng ta phải tìm ngọn nguồn cấm chế mới được họ còn đang thảo luận thì đằng sau dạ nỉ có chút biến hóa em gái liền cảm nhận được đằng sau có dị động lập tức rút roi mà đánh lại đằng sau nhanh chóng tóm lấy được một tiểu cô nương rồi kéo tiểu cô nương quay trở lại tiểu cô nương này bị trói lại mà không ngừng than đau ba người giật mình vì không thấy xác dạ nỉ đâu nữa lẽ nào dạ nỉ vừa nãy là tiểu cô nương này lão đạo cay cú mà vác bùa lao tới muốn đánh chết tiểu cô nương vì lúc nãy hành cho lão ra bã như vậy lão đang định xuống tay thì bị chặn ngăn lại đạo trưởng từ đợi đã chúng ta cứ hỏi cho rõ rồi ra tay sau cũng không vội mà tiểu cô nương quá sợ mà đã chạy ra đằng sau lưng lăng vân nấp được rồi ta thả ngươi ra để hỏi ngươi không được chạy nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu biết chưa tiểu cô nương liền gật đầu đồng ý nhanh chóng dây chói được mở tiểu cô nương đứng im mà không dám động đậy ngươi có vẻ không biết nói tiếng người tiếp theo ta hỏi ngươi chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được những người trong sân là do ngươi giết phải không tiểu cô nương liền gật gật rồi nghĩ gì đó sau đấy thì lắc đầu tỏ ý không phải lão đạo đau đít vì lúc nãy nên cay ngươi vừa lắc vừa gật rốt cuộc là có ý gì đừng có mà ở đây giờ trò ta thấy trên người tiểu cô nương này không có oán khí lúc nãy trước đây cùng bạo có thể là vì oán khí kia gây ra lẽ nào là có người đang khống chế cô ấy nghe vậy thì tiểu cô nương dạ nỉ liền ôm lấy người lăng vân gật gật ý bảo đúng vậy em gái mới hỏi người kia kia đã dùng thủ đoạn gì mà khống chế ngươi tiểu cô nương lúc này vén váy lên trước bụng tiểu cô nương là một cấm chế được hạ xuống bởi một kẻ khác lăng văn nhìn mà khoái vì tiểu cô nương này vén váy lên mà lại không mặc xịp lộ ra hết còn lão đạo sĩ thấy bùa chú này thì giật mình là tam tài tụ linh trận lẽ nào là người đó người khống chế ngươi có để lại cấm chế nào khác nữa không tiểu cô nương liền chỉ chỉ vào gốc cây lão đạo sĩ nhanh chóng tới xem bên trong là một trận pháp cấm chế được hạ xuống lão đạo nhìn thấy thì sợ hãi mà té lui về sau quả nhiên là tam tài tụ linh trận thật sự là người đó làm phải nhanh chóng báo với sư thúc mới được nghĩ là làm lão đạo sĩ chạy về báo luôn một mạch bỏ lại hai người đứng đó trong sự ngơ ngác không biết lão chạy đi đâu ta thấy lão đạo có lẽ biết một vài nội tình gì rồi thế tiếp theo phải làm gì đuổi theo lão đạo hỏi rõ nguyên nhân sao không cần đâu chủ nhân trận pháp bố trí kỹ càng như vậy xem ra là có âm mưu lớn nên mấy người chúng ta không giải quyết được đợi báo lên trên rồi tìm lão đạo hỏi rõ cũng chưa muộn vậy cái tế đàn này xử lý như nào đây hủy nó đi để tránh người kia lợi dụng nó tiếp tục hại người nói xong thì lăng vân sút cho cái tế đàn một cái văng tứ tung thứ này mới nhìn thì ghê gớm nhưng xem ra cũng không có gì lợi hại cho lắm dạ nỉ đứng bên nhìn mà ngưỡng mộ oán khí trong hình nhân bắt đầu bốc ra một lúc sau thì tiêu tán oán khí này cũng đã tiêu tán xem ra thật sự là tế đàn này đang làm loạn ngươi đã thông qua kiểm tra rồi hãy theo ta đến trừ tà ti để báo cáo hả à, dạ nỉ này tại sao lại luôn bám lấy ta vậy ta nghĩ là cô ta cho rằng ngươi giải cứu cô ta khỏi cấm chế cho nên ở bên cạnh ngươi mới có cảm giác an toàn nữa hả mới xuyên đến đã có hai nữ yêu một nữ quỷ bên cạnh vận đào hoa cùng mình đúng là không đùa được sau một thời gian hai người cũng di chuyển đến trước cổng trừ tà ti em gái nói với lăng vân là đến rồi đây là trừ tà ti sao đúng là khí thế thật ta phải đem phát hiện vừa rồi báo lên cấp trên nên để tiểu phù đem ngươi đi tham quan môi trường trước Ni Hạo, ta tên Phù Nhĩ đại cứ gọi ta tiểu phù là được. À, ngươi chính là người bị thương tối qua đúng không? Bị thương mà vẫn đi làm đúng là chuyên nghiệp thật. Đừng nói chuyện xấu hổ đó nữa ha ha. Trước tiên đi theo ta. Trừ tà ti là tổ chức do triều đình thành lập nhằm hai mục đích, một là giải quyết sự kiện siêu nhiên xảy ra trong khu vực, hai là phụ trách canh chừng chấn tà ngục nhốt tà vật. Chấn tà ngục sao? Lẽ nào khởi mộng đã chạy ra từ nơi này? Nhân viên trừ tà ti phân thành bốn phẩm cấp là thiên, địa, huyền và hoàng. ở chỗ chúng ta là một nơi nhỏ nên thành viên ở đây cấp bậc không cao. Đại nhân và ba bổ đầu khác đều là cấp huyền. Thành viên của mỗi đội đều là cấp hoàng. Vậy thời gian làm việc của các người sắp xếp như thế nào? nếu là nhân viên chính thức thì đi làm vào giờ thìn từ 7 đến 9 giờ, tan làm vào giờ dậu từ 5 đến 7 giờ, vậy tăng ca thì có thêm tiền không? Hả? Tiền tăng ca là gì? Là lao động không trong thời gian làm việc có được thêm tiền không đó? Lục huynh nói chuyện vui thật, ra sức vì triều đình và bảo vệ bách tính là chức trách của chúng ta nên sao có thể đòi hỏi mấy thứ đó được chứ? Đó là chức trách của các người không phải của ta, các người cho ta bao tiền thì ta làm bấy nhiêu thôi, ta không có làm không công đâu, ta cũng đã nói trước là đến giờ tan làm thì ta đi về, muốn ta làm thêm thì phải thêm tiền, Lục huynh yên tâm cái này ta sẽ báo lên trên. Sau một lúc thì hai người đến phòng của Hoa Sinh và lão hình hai người ngày hôm qua hôn nhau giờ vẫn còn dư vị hai vị này là hoa sinh và lão hình có lẽ hôm qua lục huynh đã gặp rồi tối qua tôi có ấn tượng với họ lắm tôi nghe nói hôm qua hai bọn họ đã hôn nhau đấy chính xác tôi hôm qua còn nhìn thấy cơ mà các người có thể dừng nói chuyện nhỏ trước mặt đương sự có được hay không ha ha nhìn xem kìa hắn giận rồi ánh mắt của các người như vậy là có ý gì ta cảnh cáo các ngươi đừng có suy nghĩ lung tung lão tử thích nữ nhân đúng không lão hình chết tiệt lão hình ông đỏ mặt cái rắm gì vậy hả không ở lại đó nữa hai người lại đến xưởng của vấn đông vấn đông chủ yếu chịu trách nhiệm nghiên cứu chế tác các loại khí cụ hàng yêu bình thường đều là trực tiếp lấy chất liệu trên người của yêu thú để làm bùa chú mà khuyết lão đạo dạy cho mình quả là có tác dụng chỉ tiếc không bảo quản được dài chế tạo thì lại mất nhiều thời gian nếu hôm qua chế tạo nhanh hơn cũng đã không bị yêu quái kia đánh lén thật là thất bại mình phải nghĩ cách thay đổi thôi xem ra tâm trạng của cô ấy không tốt lắm nhỉ chúng ta chinh cút thôi đừng làm phiền cô ấy lục huynh nói có lý sau một lúc thì tiểu phù dẫn lăng vân đến một nơi gọi là chấn tà ngục chấn tà ngục có kết cấu chủ thể nằm ở dưới lòng đất nên nhìn tổng thể giống một cái giếng chấn tà ngục là nơi để nhốt các yêu tà hại người từ kết cấu và căn cứ độ nguy hiểm yêu tà mà chia ra 4 tầng và nhốt yêu tà tương ứng với cấp ở chấn tà ngục của giang thành chúng ta chịu trách nhiệm nhốt yêu tà hai cấp là huyền và hoàng bây giờ yêu tà làm loạn trong thành phải bắt về nhốt trong chấn tà ngục sao Ừm, nói một cách chính xác thì yêu tà trong thành đều là trốn từ chấn tà ngục ra quả nhiên là như thế một nơi như chấn tà ngục không phải nên có trọng binh canh gác sao sao lại có thể xảy ra sự kiện vượt ngục quy mô lớn như vậy việc này quan trọng nên lục huynh tự hỏi đại nhân cô ấy đi cũng được, đúng lúc tôi muốn gặp để bàn về vấn đề tiền lương. Lăng Vân rời đi khỏi trấn Tà Ngục trong hoài nghi, không biết có điểm gì đặc biệt hay không. Lăng Vân dùng vọng khí thuật để xem thử nơi này có gì thì lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp, những trận văn không ngừng tỏa ra sức mạnh như muốn nuốt lấy Lăng Vân, sấm chớp này đáng sợ thật. Tiểu phù không biết mà cứ nghĩ Lăng Vân đang làm hề nên hỏi bị làm sao. Lăng Vân mặt sợ hãi chỉ xuống dưới, khi anh quay lại thì trận văn đó đã biến đi đâu mất. Lẽ nào vừa lúc nãy mình bị hoa mắt sao? Lục huynh tôi thấy có điều gì lạ đâu. À không có gì, xem ra hôm nay dùng mắt quá sức rồi. Thế thì chúng ta đến gặp đại nhân thôi. Đi thêm một lúc thì hai người đã đến chính điện của trừ Tà Ti đứng bên trong là vô dạng bổ đầu và một người lao công lăng vân hỏi em gái rằng đại nhân kia đâu sao chỉ có mỗi cô ấy vậy vị quét dọn kia chính là khấu đại nhân chấn phủ sứ của trừ tà ti đấy khấu thận hành chấn phủ sứ ha ha ngươi chính là lục thiếu hiệp đúng không quả nhiên là nhân tài vãi đạn ông ta vậy mà là lãnh đạo lẽ nào lại muốn đóng vai tạp dịch để trải nghiệm cuộc sống sao hiện tại tiền của trừ tà ti eo hẹp nên ta kiêm luôn việc dọn dẹp để tiết kiệm một phần mướn cậu đó có đến mức đó không một bộ phận của triều đình mà lại nghèo như vậy đừng nói là không phát nổi lương đó chứ xin thiếu hiệp yên tâm tiền lương tuyệt đối sẽ không chậm đâu vãi lão già này biết đọc nội tâm mình đang nghĩ gì luôn sao có lẽ cậu tò mò sao chúng tôi lại tìm người đến phá án chứ gì nếu như cậu đã thông qua kiểm tra thì tôi cũng không giấu nữa vốn dĩ trừ tà ti có vọng khí sư của thiên giám hạ phái xuống hỗ trợ nhưng không may 10 ngày trước năm vọng khí sư của thành giang phong đã chết một cách rất kỳ lạ trong một đêm người thì tự cắt cổ người thì treo cổ tử vẫn chuyện này kỳ lạ nên tri phủ đại nhân sau khi biết đã rất tức giận mà hạ lệnh cho trừ tà ti điều động toàn bộ nhân thủ đi điều tra việc này trong lúc lục đục đã có kẻ nhân lúc trừ tà ti không phòng bị mà lẻn vào phá phong ấn của ngục trấn tà dù đã kịp thời ngăn chặn nhưng vẫn có lượng lớn yêu tà trốn ra để ngăn chặn yêu tà chạy trốn khắp nơi chúng ta đã lập tức đóng cửa thành và mở ra kết giới hộ thành để ngăn chặn yêu tà thoát ra vậy bây giờ thành giang phong không phải đã trở thành một cái lồng giam yêu tà sao chờ đã nếu có kết giới hộ thành vậy khởi mộng sao có thể quay về môn phái với mình được lẽ nào có liên quan đến việc mình xuyên không sao mọi chuyện xảy ra đột ngột tuy có báo lên trên và nhờ đến thiên giám phái nhưng cũng không làm được gì bây giờ chúng ta rất cần người biết về vọng khí thuật để hỗ trợ bắt yêu tà về nhốt một đám yêu tà trong thành các người không sợ bọn chúng túng quá làm liều mà giết nhiều người sao không sao đám yêu tà này bị nhốt lâu năm đã rất suy yếu rồi nên sẽ không gây ra được sóng gió gì chúng ta chỉ cần điều tra và bắt chúng về nhưng nếu như vậy thì lượng công việc rất lớn ta cũng biết như vậy là không ổn thỏa nhưng đây là mệnh lệnh của chi phủ đại nhân ta cũng không làm gì được đại nhân ra chỉ thị yêu cầu trong một tháng phải bắt chúng về hết người nào chống lại lệnh sẽ xử chết ta không có ý đó nếu bắt nhiều yêu quái như vậy thì ta biết người trẻ đối diện với yêu tà thì tâm tính sợ hãi cũng là chuyện thường nhưng mà nghĩ lại đi nếu bắt được yêu tà cứu dân chúng thì chúng ta còn sợ gì nữa đúng vậy tính tình cương trực thì không cần sợ gì cả lúc này lăng vân cay cú mà nói hai người này im ngay đừng ở đây tẩy não nữa bắt nhiều yêu quái thì công việc nhất định rất nặng đến lúc tăng ca có thêm tiền không lỡ bị thương tiền thuốc men tính thế nào hoàn thành nhiệm vụ có thêm tiền thường không Nói về tiền thì giống con buôn quá rồi, phải nghĩ rằng chúng ta vì chính nghĩa mà chiến đấu chứ. Ngài bớt tẩy não đi, ta chỉ nhận tiền làm việc dù thiếu một đồng ta cũng méo có làm đâu. Chuyện này được rồi, cái này từ từ thương lượng, đây là lệnh bài trấn tà ti của ngươi, có lệnh bài này ngươi sẽ được hưởng quyền lợi như nhân viên chính thức lúc này thì ở bên ngoài có người quát lớn không đồng ý chuyện này một bổ đầu khác đi và nói có thể trở thành nhân viên chính thức hay không vẫn còn chưa biết đâu người này là ngô bất bình bổ đầu huyền tự ngươi muốn trở thành nhân viên trấn tà ti thì phải qua cửa của ta mới được ngô bất bình ngươi lại muốn làm cái gì vọng khí sư là vị trí quan trọng ta sợ người khác có dụng tâm lợi dụng bất bình hắn đã thông qua kiểm tra và có thể trở thành nhân viên để phá án rồi ta phải kiểm chứng xem hắn có thực lực phá án hay không hắn kiểm tra là ta cho thông qua ngươi có ý kiến gì với ta sao vô dạng ta không có ý kiến gì với cô nhưng mà làm người thì cũng có lúc nhìn nhầm ta chỉ muốn giúp cô xác nhận một chút năng lực của người này thôi ta không cần ngươi quản chuyện tiểu đội của ta nên đừng bận tâm hộ tiểu tử nếu ngươi có thực lực thật sự thì không sợ kiểm tra vài lần chứ có dám cược với ta một ván không bất bình ngươi đừng làm loạn nữa được không cược cũng được nhưng mà phải xem thử ngươi lấy cái gì ra để cược đã ngươi muốn cược cái gì thì cứ nói ta yêu nhất là tiền chúng ta cứ cược tiền là được tốt nếu như ta thua thì lương nửa năm của ta sẽ cho ngươi còn nếu ngươi thua thì bẻ gãy một chân mà quỳ lại xin ta tha tội ngươi có dám không bất bình cậu đừng có ngang như vậy chứ một chân của ta chỉ đáng tiền lương một năm thôi sao ít quá nếu như ta thua thì chặt hai tay hai chân còn thắng thì ta muốn năm năm tiền lương ngươi thấy thế nào được lắm có chí khí cứ làm như ngươi nói đúng là làm cản bất bình nhanh xin lỗi lục thiếu hiệp đi không sao đại nhân ta còn đang giàu không biết đi đâu kiếm số tiền lớn này. ngươi muốn cực thế nào nói trước tiên đem con yêu tà này xuống chấn ngục tà đi chúng ta cứ tỉ thí bắt yêu quái xem ai nhiều hơn là được ngươi và ta mỗi người đem theo hai người ra ngoài bắt yêu hết ngày thì về tổng kết xem ai bắt nhiều hơn sẽ chiến thắng nếu như ngươi biết vọng khí thuật chắc có sở trường tìm yêu quái hơn ta ta như vậy cũng không tính là bắt nạt ngươi chứ ngô bổ đầu nói vậy khách khí rồi trước tiên cảm ơn ngươi đã tặng tiền cho ta nhé tiểu tử đủ ngông cuồng nói xong thì mỗi người lên đường đi bắt yêu tả ta có chọc tên ngô bổ đầu kia đâu mà sao tính khí hắn lại nông nổi như vậy chứ hắn là một tên ngu mà thôi quan tâm làm gì lục huynh đệ ngươi đừng để ý thật ra con người ngô bổ đầu rất tốt hắn không cố ý nhắm vào ngươi đâu trước đây hắn bị một vọng khí sư giả hại cho thê thảm nên mới như vậy lần đó mấy huynh đệ bị chết cả tiểu đội suýt nữa bị diệt vì thế ngô bổ đầu mới hà khác với vọng khí sư thế nên ngươi đừng thành kiến với ngô bổ đầu dù gì cũng vì an toàn của đồng đội mà suy nghĩ thôi ta lười có thành kiến lắm có người đưa tiền đến tận cửa ta vui còn không kịp nữa vậy thì khi ta về sẽ nói với ngô bổ đầu bỏ qua chuyện cá cược này nhé không được tiền của ta ở đó mắc gì bỏ cược chứ cảnh chuyển đến chấn tà ngục nhân viên lúc nãy đã mang yêu tà đến để nhốt nó lại lập tức yêu tà bị hút và nhốt vào trong bây giờ chuột tinh mới vặt bụng mình ra một cấm chế bùa được hạ trong cơ thể của nó lúc này ở trên đường phố đông đúc người qua lại một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bước qua một đống bùn lập tức đống bùn hiện ra khuôn mặt sung sướng mà chay máu mũi lăng vân bấy giờ bắt gặp mà đạp vào mặt nó ban ngày ban mặt lại nhìn lén sò của tiểu cô nương nhà người ta yêu tà ngươi đúng là biết hưởng thụ nhỉ yêu quái này có lai lịch gì vậy nhìn bộ dạng yếu đuối của nó có lẽ là từ chấn ngục tà trốn ra rồi gì chứ mấy yêu quái này đều từ ngục chấn yêu trốn ra ngoài sao không phải các ngươi nên có ghi chép lại à yêu quái nhân cơ hội không ai để ý mà bỏ trốn yêu tà này vậy mà lại biết độ thổ nhanh chóng đám người lăng vân đuổi theo sau tin tức đều có ghi lại nhưng sổ điểm yêu đã bị phá hoại gần hết nên người của ngục chấn tà hủy rồi mấy yêu quái này có tên bị nhốt cả trăm năm cho nên nhiều tin tức của yêu tà cũng không rõ ràng phiền phức phết theo thống kê thì trốn ra ngoài tổng có 81 con, hiện tại đã bắt và tiêu diệt được 32 con rồi, nhiều sự trùng hợp nói không có âm mưu thì quỷ mới tin ba người lăng vân dí con yêu tà đến một cái hẻm yêu tà chạy vào thì gặp một cái ngõ cụt và bị bao vây tiểu phú đi đến nắm đầu yêu tà hư chạy nữa đi cuối cùng thì cũng bắt được người tên này dù giàu hoạt nhưng thực lực không mạnh nên có thể đem về bàn giao lúc này lại có một con khác âm thầm đi đến rồi tấn công tiểu phú đang bắt yêu tà không để ý nên bị chúng chiêu làm vô dạng và lăng vân giật mình lập tức vô dạng bay đến đấm yêu tà một nhát méo mồm lăng vân cũng chạy đến xem xét vết thương rồi mở vọng khí thuật để nhìn sau một lúc thì phát hiện ở nơi này có mai phục bên này thì ngô bất bình cũng đi kiếm yêu tà lão đại nếu như chúng ta thắng thì thật sự phế tiểu tử kia sao đồ điên chúng ta là quan sai chứ có phải thổ phỉ đâu cá cược chỉ để xem thực lực của hắn nếu hắn thua thì giáo huấn một chút để hắn ghi nhớ là được ai mà biết chứ xem như tiểu tử đó may mắn ta thì hy vọng tiểu tử đó thắng ít nhất có thể chứng minh hắn là một trợ thủ đáng tin cậy lần trước bị vọng khí sư kia hại cho thê thảm cũng may nhờ lão đại đến kịp nếu không đám chúng ta đã chết trong tay yêu quái hết rồi con yêu đầm lầy đó quả là khó đối phó may mà cảnh giới nó không cao nếu không thì ta cũng không phải đối thủ của nó đâu lão đại nhìn người đằng trước sau có chút quen mắt thế đây không phải là tên vọng khí sư lừa chúng ta lần trước sao hắn cũng đã phát hiện ra chúng ta rồi kìa bắt lấy hắn đừng để cho hắn chạy hôm nay phải đấm gãy rằng hắn tên khốn đứng lại tiểu tứ ngươi đi đường vòng chặn hắn lại đi sau một lúc rượt đuổi thì cũng chặn được tên này lại cuối cùng đã bắt được ngươi rồi hôm nay sẽ tính sổ tử tế với ngươi ngươi mau đến trừ tà ti với ta một chuyến bây giờ tên này mới cười nham hiểm sau đó thì hóa thành yêu tà tấn công mấy người đám ngô bất bình lập tức hai người bổ đầu bị hất chất nhảy vào mặt chết tiệt đây là cái bẫy mọi người cẩn thận yêu quái này quen thật là con yêu tà đầm lầy lần trước mà không phải nó đã bị mình giết rồi sao trở lại với lăng vân thì lăng vân dùng vọng khí thuật nhìn và biết nơi này đã bị hạ kết giới một đòn tấn công phóng đến lăng vân phát hiện mà nhắc nhở vô dạng nhìn lên thì cũng thấy cô liền vung kiếm để chém tan đòn này mấy chất dịch bị bể ra mà dính lên người cô chất dịch này lại có tính ăn mòn mà không ngừng đốt cháy làm lộ ra hai con thỏ căng tròn đầy đặn của vô dạng lăng vân nhìn thấy thì khoái trời mé nhìn người nhỏ nhỏ đáng yêu mà cái gì cần to thì lại to phết yêu quái này đúng là anh em đồng dâm của mình rồi tiểu phù cho ta mượn đau dùng một chút nhé vô dạng cô không sao chứ Lăng Vân dùng vọng khí thuật thì lại nhìn càng rõ ràng hai con thỏ lộ lộ trước mặt, Lăng Vân nhìn vào mà không ngừng chảy máu mũi mắt không rời ra được, vô dạng xấu hổ mà che hai con thỏ lại, ta nói không được nhìn còn nhìn ta móc mắt ngươi ra đó, Nam Mô A Di Đà Lạt, mình tuyệt đối không được nhìn còn nhìn mất máu mà chết mất, yêu nghiệt to gan chỉ biết dùng tà thuật thấp kém, có giỏi thì làm thêm đi như vậy quá cùi bắp, nhầm nhầm, có giỏi thì ra đây mà solo với ta dứt câu thì lại một cục chất nhảy phóng tới lăng vân dùng một đao bổ đôi cục nhảy bây giờ đằng sau có tiếng la của vô dạng lăng vân liền quay lại xem tình hình đằng sau vô dạng đã bị yêu tà dùng chất nhảy không chế tay chân lộ toàn bộ hai con thỏ không che cái định mệnh như này thì bố ai chịu nổi trời lăng vân máu mũi chảy như nước suối muốn đến xem cho rõ hơn sau khi nhảy đến thì lập tức đã bị chất nhảy khóa lại nguy rồi không động đậy được nữa đúng ý mình quá ta nói ngươi đừng nhìn nữa nhanh nghĩ cách đối phó với yêu quái đi mà tôi cũng bị khóa rồi thì làm được gì nhìn khoảng cách này đúng là nét mình chết vì mất máu rồi ngươi còn nhìn sao mau nghĩ cách đi nói xong vô dạng liền áp sát người vào lăng vân tránh cho lăng vân chết vì mất máu hừ ở đây đã sớm bị ta bố trí thiên la địa võng các người không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu ha ha bây giờ thì hãy cảm nhận nỗi sợ hãi đi vô dạng cô cứ yên tâm có ta ở đây cô không có bị sao đâu nếu có bị sao thì tôi đã bị trước rồi đây này 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 các ngươi có biết lễ phép không lại phớt lờ sự xuất hiện ngầu lòi của ta sao sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đó nói mấy lời tán tỉnh đúng là không xem ta ra gì mà yêu tà cay cú mà tung ra một đòn cướp mũi khổng lồ hai người bị khóa nên cũng méo biết làm thế nào cục cướp mũi sắp đánh tới nơi thì dạ nỉ lúc này mới xuất hiện ra sau đó thì hít một hơi khí lớn rồi thổi về cục cướp mũi đánh tan nó dạ nỉ lập tức gỡ chất nhầy này cho hai người muội làm tốt lắm còn tưởng tiểu nha đầu muội bỏ chạy nữa chứ dạ nỉ ngay khen mà không ngừng cười tiểu nguội hãy bảo vệ vị tỷ tỷ này đi còn lại cứ giao cho ta lăng vân liền triệu hồi ra khởi mộng con chim chết bằm này ở đâu chui ra lại dám làm hư chuyện tốt của lão tử cái đống bùn nguyên miệng cũng thối thật đó nha ăn nói mà lại khó nghe như vậy yêu tài lập tức đánh tới người khởi mộng nhưng khởi mộng là hồn ảnh nên không ăn thua lăng vân định lên phói y hợp với khỏi mộng thì vô dạng gọi lại nhắc lăng vân cẩn thận cô yên tâm đi dẹp loạn yêu quái này cũng chỉ nhẹ nhàng mà thôi yêu tà cay cú mà không ngừng tấn công tới hồn thể của khởi mộng đống bùn thối ngươi ngoài miệng thối ra thì cũng không có bản lĩnh gì nữa nhỉ yêu quái nghe mà điên máu đánh tan đầu khỏi mộng con đàn bà nhà ngươi là thứ gì mà giết không chết đạp không đi vậy cứ lại nhảy như côn trùng đống bùn thối kia sao ngươi lại thô lỗ với một cô nương xinh đẹp thế hả con ả à này chỉ là một hồn thể nên căn bản không bị thương à lẽ nào là do mấy tên kia gọi ra để câu thời gian của mình huyền không của mình mới nhập môn nên triệu hồi khởi mộng chỉ là hồn thể không có tính công kích sau này phải tăng thực lực giúp khởi mộng để cô ấy giúp đỡ mình chiến đấu suýt chút là ta bị các người lừa rồi ta không thèm quan tâm đến con nhỏ này nữa, nay đóng bùn ở lại chơi với ta thêm một chút đi, người ta không dễ gì mới ra ngoài một chuyến ấy, mặc kệ nhà người. ta chỉ cần giết mấy tên kia trước là xong, Lăng Vân liền dùng Thất tinh kiếm pháp để né tránh, nộ, kinh, khủng là công kích kiếm chiêu, ưu, ư, bi là phòng ngự kiếm chiêu, thích vi thân pháp bảy loại kiếm pháp biến đổi vô tận, lần trước dùng kinh kiếm công kích dạ nỉ bất ngờ phát huy được uy lực siêu mạnh, có lẽ không phải chỉ vì thanh đồng tiền kiếm kia không, mình cảm giác chỉ cần ngộ ra huyền cơ bên trong đó thì uy lực thất tinh kiếm của mình sẽ tăng thêm một bậc, kiếm pháp mạnh thật, thủ đoạn của mình đều bị ngăn chặn, mình quả này bị lộ rồi. Lăng Vân một lần nữa nhào đến chém tới, yêu tà liền tan ra mà né tránh, nó biến thành một cục bùn mà chạy đi. Hừ, tên này chạy nhanh phết, ha ha, ở trong trạch giới của ta thì ta chính là vô địch, ta có thể hòa vào môi trường bất cứ lúc nào, xuất hiện bất cứ đâu mà ta muốn. Kiếm của ngươi có lợi hại thì đã sao, nhìn không được thân hình ta thì ngươi chỉ có thể bị ta chà đạp, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được sự sợ hãi chi phối. Lăng Vân mặt vô cảm mà đưa kiếm lên rồi hết sức đâm xuống người của yêu tà, sao có thể chứ, sao ngươi có thể nhìn thấy chân thân của ta, lẽ nào ngươi là một vọng khí sư? Ngươi nói đúng rồi đấy, ta chính là một vọng khí sư. Nghe thế thì yêu tả sợ hãi. Hắn nhìn Lăng Vân bây giờ mới thực sự là quái vật chứ không phải hắn là quái vật. Đại Hiệp đừng giết ta. Chỉ cần ngài tha cho ta một mạng ta nhất định báo đáp ân tình cho ngài. Hùng, báo đáp thế nào nói nghe thử chơi. Ta, ta có thể dùng cơ thể trao đổi. Cái đờ mờ, thế thì ngươi đi chết đi là vừa. Khoan hãy ra tay Đại Hiệp, ngài hiểu nhầm ý ta rồi. Ta muốn nói là ra sức cho ngài giúp ngài loại bỏ khó khăn. Ngươi yếu như vậy thì giúp được gì cho ta chứ? Ngài đừng nhìn bây giờ ta yếu. Chỉ cần ngài giúp ta làm một việc thì lập tức ta có thể mạnh hơn. Ô là sao? Thật không dám giấu gì ta thật sự chỉ là một phân thân. Ta cùng phế vật ở góc tường kia đều là từ một bản thể tách ra. Hửm, ừ, ngươi chỉ là một phân thân sao? Đúng, sau khi bản thể chạy thoát khỏi chấn tà ngục vì để chạy trốn truy bắt mà đem cơ thể chia làm nhiều phân thân giải rác khắp trong thành cho chúng tự phát triển cách chúng ta mạnh hơn là thông qua hấp thụ sức mạnh trong xác chết hoặc là thôn phệ sức mạnh của những phân thân khác chỉ cần ngài giúp ta thôn phệ những phân thân khác thì ta sẽ trở thành bản thể thật sự lúc đó ta sẽ đạt đến cảnh giới thượng huyền mà do ngài mệnh lệnh làm việc hắn thông qua ăn xác để mạnh lên hóa ra tên này là yêu quái có tính trưởng thành ý mình nuôi nó lớn mạnh đạt cảnh giới cao rồi dùng huyền công thôn phệ thì cũng ngon phết này mỗi phân thân của ngươi đều có năng lực trưởng thành sao trên bản chất là như vậy chỉ có cách nghĩ và tính tình là không giống lúc tách ra chúng ta một chỉ là muốn có cơ hội sống sót rời khỏi thành hai là để chúng ta nhanh chóng trưởng thành cuối cùng trong chén giết ai chiến thắng sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất ta đã thôn phệ ba phân thân rồi ta còn biết một tên đã thôn phệ năm phân thân đang mai phục người của trừ tà ti ở đông cảng nữa ô thì ra là như vậy còn tên kia thì sao tên đó trời sinh là một phế vật là tên yếu nhất trong đám chúng ta không có dã tâm và ý chí chiến đấu nhất định không có tiền đồ nên chỉ xứng làm mồi nhử mà thôi nguyên lai like là vậy à lúc này đột nhiên khuôn mặt của yêu tà bị chảy đôi lăng vân một kiếm mà giết hắn xin lỗi nhé ta vẫn thích nuôi chó không cắn người hơn theo như con yêu quái này nói thì bên chỗ ngô bổ đầu hình như có mai phục ta thấy chất nhảy không chỉ có tính ăn mòn mà hiệu quả gây tê và độc tính cũng rất cao phải đem tiểu phù về trị thương trước thôi với bộ dạng này của cô thì sao mà quay về được lúc này thì khởi mộng nói cứ để cô ấy lo vụ này nhanh chóng khởi mộng bay đến quấn lấy người vô dạng lập tức vô dạng được khoác lên người một bộ y phục lộng lẫy lăng vân nhìn mà mê ngay luôn vô dạng lần đầu mặc y phục nữ tính như này nên có chút ngại ngùng xấu hổ Lăng Vân và Tiểu Dạ nhỉ nhìn mà mê tít không ngừng khen vô dạng rất là xinh đẹp, bây giờ khởi mộng nhắc nhở vô dạng mau mang người về rồi trở lại chứ không thì tên bổ đầu kia sẽ chết đó. Lăng Vân cũng nói với vô dạng mau chóng đưa tiểu phù về trước còn bên Ngô bổ đầu thì để anh lo, vô dạng cũng chỉ biết nghe theo mà dặn Lăng Vân cẩn thận, sau đó thì vô dạng cõng tiểu phù trở về, Dạ nhỉ cũng đi theo để bảo vệ an toàn cho hai người, này tên háo sắc nhà ngươi mau tỉnh lại đừng giả chết nữa nghe thế thì cục đất ban đầu sợ xanh đít ngươi bây giờ mau thôn phệ tên này cho ta bây giờ ở bên chỗ ngô bổ đầu đang chiến đấu kịch liệt hai người bên mình đã không còn sức chiến đấu đã thế yêu tà này lại còn biết ẩn thân đúng là khó giải quyết đang còn suy nghĩ cách giải quyết thì một đòn đánh công kích tới ngô bất bình liền xoay người né tránh con yêu tà khốn nạn này chỉ biết đánh lén mình không phải vọng khí sư thì cũng không làm gì được cái mục đích của nó là hai người kia ngay lập tức ngô bất bình nhảy đến chặn đòn tấn công cho hai tiểu đệ của mình nhận đòn này khiến ngô bất bình cũng mất đi sức chiến đấu con người ngu dốt vì một thứ tình cảm mà lại nhận đòn cho người xa lạ đúng là chỉ có làm yêu quái mới là chân ái ha ha khốn kiếp ta mà thoát sẽ có một ngày ta băm vằm ngươi ra rồi đốt khô ngươi làm gì có cơ hội thoát mà trả thù chứ đồ ngu bây giờ thì phiền ngươi đi chết đi nhé tên này định giết ngô bất bình thì ăn một đạp méo mặt văng ra một góc tường hả kẻ đến là ai đôi giày này quen quá chào ngô bổ đầu mới không gặp một lúc mà sao ngươi thảm thế ngô bổ đầu không hiểu lăng vân làm sao lại qua bên này được lăng vân chỉ đáp là qua bắt yêu kiếm tiền hỏi có cần trợ giúp không ngô bổ đầu mới nói con yêu tà này chính là con trước đây đã tính kế mình chỉ cần lăng vân giết được nó thì lần cược này coi như lăng vân thắng lăng vân mặt vô cảm không mấy quan tâm lắm đột nhiên anh nhìn lên trời rồi hoảng hốt làm ngô bổ đầu cũng thất kinh lăng vân nghiêm trọng hỏi bây giờ là mấy giờ có lẽ là giờ dậu rồi cái gì đã là giờ dậu rồi sao thế thì đã đến giờ tan làm ta về đây ngô bổ đầu hốt hoảng mà gọi lăng vân lại ta đến giờ thì phải tan làm không có tiền tăng ca thì ta không có làm gì đâu tên điên này chỉ cần ngươi tiêu diệt yêu tà này thì ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được ok con dê luôn xem thiếu hiệp hàng phục yêu ma như thế nào đây hừ lại thêm một tên đến tìm cái chết ta sẽ thành toàn cho ngươi yêu tà đột nhiên độ thổ trước mặt lăng vân yêu tà này biết dung nhập với kết giới ngươi nhanh dùng vọng khí thuật tìm hắn đi Lăng Vân mới nói phép rằng mình không có biết vọng khí thuật gì hết làm cho Ngô Bổ Đầu tuyệt vọng. Ừ, ở trong chỉ giới này người không biết vọng khí thuật chỉ như con mồi để ta săn giết mà thôi, tên này quả là một kẻ lừa đảo thật, lần này xong rồi, vậy thì ngươi đi nhanh đi, không có vọng khí thuật ngươi không phải đối thủ của yêu tà này đâu, đã tới đây rồi thì ai cũng đừng mong rời đi lũ đần. Lăng Vân lúc này mới tung một kiếm ra sau lưng, một kiếm này làm yêu tà đang ẩn nấp phải hiện nguyên hình. Ngươi nói ngươi không biết vọng khí thuật cơ mà, ta nói không biết thì ngươi tin luôn sao? Lớn bằng này mà vẫn ngây thơ vậy, tiểu tử ngươi đúng là tiểu nhân bị ổi. Đó là thông minh đấy tên đần, ai lại nói nó là bị ổi? yêu tà cay cú mà vẫn sức nhổ ra một cục đồng tấn công tên này tự bứt người để trốn rồi sao hắn cũng tàn nhẫn với bản thân thật hôm nay tha cho ngươi một mạng sau này sẽ tính sổ với ngươi chạy cũng dứt khoát đấy chứ lăng vân dùng chân hất một thanh đao dưới đất lên đá thẳng tới hướng yêu quái chạy rồi dùng vô ảnh bộ trong thất tinh kiếm đuổi theo sau tiểu tử này bị ổi như vậy lão tử sẽ không tha cho ngươi đâu này này đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải chân có món nợ thì hôm nay chúng ta cứ tính hết đi chứ Lăng Vân đạp thanh kiếm đang bay ghim thẳng vào lưng của yêu tà làm hắn khóc thét sau đó thì quét thêm một nhát lưu tinh kiếm dứt khoát chém đôi người của yêu tà thành hai khúc. Ngô Bổ Đầu có thể nhận được tiền chưa? Cái địch Ngô Bổ Đầu này vậy mà ngất đi từ lúc nào rồi? Đáng tiếc thật, ta đặc biệt dùng nhiều skin ngầu như vậy để thể hiện mà. Sau đó thì Lăng Vân gọi cục đất mê gái ra ngoài bảo thôn phệ tên vừa chết kia đi, nhanh ăn đi rồi trốn dưới chân ta không lại có người đến. Đừng có giở trò nếu không thì, nghe vậy yêu tà sợ quá mà ăn lấy ăn để, vẫn là thích tính cách dễ sai khiến này hơn, sau này phải kiếm thêm phân thân khác để nuôi cho nó mập rồi thôn phệ nó. Sau một lúc thì vô dạng đã mang theo hoa sinh và lão hình chạy đến ứng cứu. Lăng Vân tình hình như thế nào rồi? Yêu tà bị xử lý rồi còn Ngô Bổ Đầu bọn họ đều bị ngất nhưng không nguy hiểm tính mạng. Lão Hình, Hoa Sinh các người mau đem Ngô Bổ Đầu bọn họ về trị thương, ta còn có chuyện nói với Lăng Vân nên về Huyền Môn một chút. Cô về Huyền Môn với ta làm gì? Ta có một chuyện muốn xác nhận lại với ngươi một chút. Sau khi xong chuyện thì họ trở về Huyền Môn, hùng trong phòng đèn sáng lên là trưởng môn quay về rồi sao? Trưởng môn nhốt mình trong phòng lẽ nào là bị áp lực quá lớn sao? Hai, lão nô biết trong chốt lát tìm người sẽ rất khó nhưng mà vẫn còn thời gian tìm cơ mà. Lão mở ra thì thấy bên trong đã có bốn cô nương xinh đẹp đang ở với Lăng Vân, không thể tin được mới qua có một buổi cơ mà. Đồ ông ngươi nghe ta giải thích, không hổ danh là trưởng môn, mới một ngày đã đem về bốn vị nương tử, hương hỏa của Huyền môn ta có hy vọng rồi, không phải chuyện như ngươi đã nghĩ đâu, trưởng môn cứ làm việc trước đi, lão nô đi chuẩn bị một bài canh thuốc tầm bổ, cuối cùng thì Huyền môn cũng có hy vọng quật khởi rồi. Đồ ông đừng đi mà, ông nói thế thì làm sao tôi giải thích, Lăng Vân, tiếp tục hương hỏa là có ý gì? Chủ nhân mau nói đi. Ha ha, đầu óc của lão thỏ già bị một chút vấn đề thôi, mọi người đừng quan tâm. Lão già này ăn nói lung tung muốn hại chết mình sao? vừa nãy đã giới thiệu sơ qua lai lịch của mọi người chắc ai cũng hiểu một chút rồi nhỉ ta thấy tiểu chân đáng thương nên muốn giúp nàng ta tìm thấy hồn phách phu quân để hoàn thành tâm nguyện đi đầu thai hy vọng vô dạng bổ đầu không để ý chỉ cần chưa hại người thì những chuyện này ta không ý kiến gì tiểu chân cảm ơn hai vị ân công gia dạ nỉ còn bé nên đi theo ta chắc không có vấn đề gì chứ trên người cô ta còn có trận văn không chừng sau này còn có tác dụng dụ người đứng sau ra nếu cô ấy thích ngươi thì để cô ấy ở bên cạnh ngươi đi được rồi còn về khởi mộng thì là yêu mà ta luyện hóa thân phận khó nói trừ ta ti chắc không để ý ta nuôi yêu hồn chứ chỉ cần ở trong phạm vi khống chế có thể giúp phá án thì không thành vấn đề dí làm như mình gây gớm lắm vậy đúng rồi vô dạng cô đến môn phái là muốn xác nhận chuyện gì với tôi cái cái này không tiện nói với người khác ngươi để bọn họ ra ngoài trước ta sẽ nói riêng với ngươi Hứ, ừ, có cái thân thể cũng bị mọi người nhìn thấy hết rồi thì còn cái gì không để cho người khác thấy chứ món nợ chặt đầu của ta vẫn chưa tính với ngươi đâu khởi mộng búng tay một phát y phục vô dạng đang mặc biến mất làm lăng vân phụt cả lít máu trưởng môn ăn đêm có muốn ăn rau cần xào với hành không thấy mình bị lột y phục ra làm vô dạng hét toáng lên tiến triển nhanh quá rồi lão nô đến không đúng lúc ta lui xuống trước đây trưởng môn cố lên lục trưởng môn yêu hồn của ngươi quá đáng lắm luôn rồi đó khởi mộng cô muốn hại chủ nhân cô sao nhanh mặc đồ vào cho vô dạng cô nương đi hừ đúng là tiện nghi cho ngươi rồi còn bày đặt giả thanh cao khởi mộng liền khoác cho vô dạng một bộ y phục mới ta không biết ngươi vì sao ghét ta nhưng có lần sau ta không có tha cho ngươi đâu chủ nhân người xem đi thiếp có lòng tốt giúp mà cô ta lại hung dữ với người ta kìa được rồi đừng làm loạn nữa khởi mộng cô và dạ nỉ mau ra ngoài để ta nói chuyện chính với vô dạng bổ đầu đi ứ ừ, thiếp không ra ngoài lỡ cô ta làm gì chủ nhân thì sao đừng làm loạn nữa mà nữ nhân thối kia mới đến đã bám chủ nhân không rời ta vẫn còn chưa kịp hôn chủ nhân nữa nữ nhân kia rõ ràng là muốn làm chính thất mà đã thế còn bảo mình bảo vệ cô ta nữa nhất định là bị cô ta lừa rồi cô nói đúng không dạ nỉ măm 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 ăn 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 con chim ngốc nhà ngươi chỉ biết ăn mà thôi chủ nhân sắp bị cướp đi rồi kìa bên trong thì vô dạng cởi đồ lộ ra hình xăm cổ trùng khiến lăng vân giật mình đây là một hình xăm côn trùng sao không phải làm hình xăm đâu mà đó là cổ văn cổ văn là cái gì vậy cổ văn là dấu hiệu của trùng độc trưởng thành ta bị người khác hạ cổ thuật phu cổ hạ độc sao thuật phu cổ là tà thuật thông qua bí pháp đem cổ trồng gieo lên cơ thể người cổ trùng sơ kỳ sẽ sinh trưởng trong cơ thể người đợi sau khi cổ trưởng thành sẽ có cổ văn người hạ độc lúc đó sẽ điều khiển được người trung cổ độc vậy là ai đã hạ độc cô ta không biết lúc ta phát giác ra thì cổ trùng đã gần trưởng thành rồi nhưng mà thuật phu cổ là thủ đoạn của bái nguyệt quốc ta nghĩ là người của bái nguyệt quốc làm bái nguyệt quốc trong đầu có một vài tin tức liên quan đến nước này hình như phía nam của đại hoang là quốc gia do yêu tộc và vu cổ nhất mạch thống trị người của bái nguyệt quốc tại sao lại hạ cổ cô lẽ nào cô có kẻ thù cũ muốn hãm hại cô Ta không chắc chắn phải bái người quốc làm không, cũng không biết mục đích của họ là gì. Nếu như bị chúng độc này thì có hậu quả gì không? Ta đã kiểm tra qua những ghi chép liên quan rồi, chủng loại cổ trùng có rất nhiều và hiệu quả khác nhau. Có loại sản sinh ra kịch độc cũng có loại trực tiếp giết chết người bị chúng cổ, hoặc là gặm nhấm nội tạng của người chúng cổ khiến người chúng độc đau đớn sống không bằng chết. Nghe đồn có lại còn có khả năng ảnh hưởng đến ý chí con người, tính tình của người chúng độc sẽ thay đổi rất lớn, ta cũng không biết mình chúng cổ nào nhưng dù là loại nào cũng rất lợi hại, phải nhanh chóng giải quyết cổ trùng này mới được, thế thì ta phải làm những gì mới có thể giúp vô dạng bổ đầu đây? Điểm lợi hại của cổ trùng nằm ở chỗ nó rất giỏi mai phục trong cơ thể của người, dùng chân khí căn bản không thể thăm dò vị trí khác, ta muốn ngươi dùng vọng khí thuật tìm ra cổ trùng để ta thử dùng chân khí ép nó ra ngoài. Đây cũng xem là lần đầu dùng vọng khí thuật quan sát chi tiết cơ thể người, đúng lúc thử xem vọng khí thuật của mình còn có công hiệu đặc biệt không. Vọng khí thuật của mình có thể trực tiếp nhìn thấy kết cấu kinh mạch của cơ thể người, đan điền của vô dạng bộ đầu là hình tháp, lẽ nào nó có liên quan đến hệ thống tu luyện của cô ấy? Tìm ra rồi, đây chính là cổ trùng sao? Cổ trùng đang ở trong mi tâm của cô nhưng mà hình như nó vẫn là quả trứng chưa nở. Xem ra cổ này vẫn chưa trưởng thành, đúng lúc ép nó ra khỏi cơ thể, ngươi làm theo hướng dẫn của ta dùng chân khí bọc trứng trùng lại nhanh chóng lăng vân làm theo mà bọc chúng cổ trùng lại mình bây giờ cần phải đẩy nó một mạch ra ngoài lúc này quả trứng có dị động chờ đã hình như trứng trùng đang hấp thụ chân khí không hay rồi nó đang muốn cưỡng chế hút chân khí để phá kén ra rồi lúc này cơ thể của vô dạng đã bắt đầu bị trùng cổ hành hạ trên người bắt đầu hiện lên các hoa văn kỳ lạ khiến cho vô dạng đau đớn khó chịu vô dạng bổ đầu cô không sao đấy chứ vô dạng đột nhiên nắm cổ áo của lăng vân rồi kéo lăng vân đến gần vô dạng mất đi khống chế cơ thể mà đè lăng vân ra giường vô dạng bổ đầu đây là cô muốn làm cái gì vô dạng lúc này liếm mép thèm thuồng nắm lấy áo của lăng vân rồi một hơi xé toạc làm lăng vân hoảng hốt cảm giác lúc này khiến cho vô dạng thật sảng khoái một lần nữa vô dạng cúi người trên mặt đầy mị lực muốn sơi lăng vân tiến triển này cũng nhanh quá rồi mình có chút sợ đấy thế là hai người một trên một dưới mà đè nhau vô dạng bổ đầu cô không sao chứ màu sắc đôi mắt cô ấy thay đổi rồi trên người lại có cổ văn xem ra là bị trùng cổ khống chế vô dạng lúc này cả hai con thỏ và người lăng vân vai vãn đờ mờ mặt như này có thằng nào mà chịu nổi chứ thế là lăng vân chủ động hôn luôn vô dạng hai người trao cho nhau một đống enzyme vô dạng cố gắng khống chế cơ thể mà phong bế huyệt đạo của lăng vân để cơ thể mình không thể cử động được nữa mãi sau vô dạng mới ngừng hôn lăng vân mắt cô ấy hồi phục lại rồi vô dạng cô đã tỉnh lại rồi sao cổ trùng tạm thời bị áp chế rồi ba ngày trong lúc đầu đầu bào có thể ngươi ta đã cảm nhận được cổ trùng trở nên yên tĩnh hơn vì thế lần này ta đến đây chính là kiểm chứng ngươi có thể áp chế cổ trùng hay không vậy bây giờ tôi có thể làm những gì cổ trùng chỉ là tạm thời yên ổn một chút ta không kiên trì được bao lâu nữa ngươi hãy thử dùng chân khí áp chế cổ trùng rồi xem có cách nào tiêu diệt nó hay không được để tôi thử nhưng bây giờ tôi không thể cử động được không sao ta chỉ phong ấn huyệt đạo tạm thời thôi nhưng ngươi vẫn có thể dùng chân khí vãi đây là sợ mình không chịu được mà làm ra chuyện lưu manh sao tôi cũng là người đàng hoàng đấy sau đó thì lăng vân nằm đó mà vận chân khí dùng chân khí mà áp chế cổ trùng trong người vô dạng sau một lúc thì cổ trùng cũng bị áp chế quận lại vô dạng lúc này quá mệt mà thiếp đi người gì mà ngủ cũng sinh như này chứ vô dạng bổ đầu cổ trùng đã tiến vào ngủ đông rồi cô ấy ngủ thật luôn rồi sao kẻ hạ độc cô ấy chắc là một tên rất lợi hại bí mật trên người cô ấy cũng nhiều đấy nói ra thì bí mật trên người mình cũng không ít là một kẻ xuyên không lại còn nuôi yêu nữa chứ chắc đây là phúc khí của người xuyên không hay là nguyên nhân khác đây sau này phải kiểm chứng lại vô dạng ngủ say nên lại ôm chặt người lăng vân mẹ nó cay người đẹp nằm cạnh nhưng mà mình lại không làm được gì đúng là giày vò người khác mà hu hu cùng thời gian ở một nơi khác cũng có người trúng trùng cổ này cô gái này giống như vô dạng trong cơ thể trùng cổ đã phá kén lý đại nhân lâu rồi mới ghé qua chơi làm tuyết nhi nhớ nhung làm đấy ta lắm việc nên dạo này hơi bận vậy tuyết nhi sẽ hầu hạ đại nhân lên tới nóc xả stress nha ha ha mấy bữa nay ta cũng nhớ tuyết nhi làm đấy mấy chiêu của tuyết nhi làm ta không thể nào quên được nói xong thì một già một trẻ bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt lúc đang trao đổi enzyme thì đột nhiên lão già trợn mắt trong miệng người đẹp đột nhiên chui ra một con cổ trùng cắn lấy lưỡi của lão cổ trùng hút lấy máu và tinh nguyên của lão già khiến hắn teo tóp cuối cùng thì giật luôn bộ lưỡi của lão ra ngoài sau cùng cổ trùng thoát ra ngoài làm cô ả và lão già đều chết hết ha ha đúng là ca ca muội muội tình thâm bên trên mái nhà gần đó là hai người của miêu tộc cổ trùng quan sát mùi vị tinh huyết của một đôi tình nhân thật là tuyệt vời con cổ trùng cũng quay về người của miêu nữ nó từ từ chui vào hang động cấm kỵ nó chỉ vừa chui vào đã khiến cho miêu nữ sướng ra người mùi vị tinh huyết của cổ trùng mang về thật là tuyệt vời giáo chủ chỉ bảo chúng ta đến nghe ngóng tin tức ngươi làm vậy sẽ gây thêm rắc rối đấy đồ ngu chỉ có hồn phách mới không biết nói dối thôi đem hồn phách của hắn về để giáo chủ trực tiếp hỏi là được rồi sau đó thì tên nam nhân liền bắt lấy hồn phách của lão già trời rất nhanh đã đến sáng hôm sau khởi mộng lúc này chạy vào gọi lăng vân dậy ừm cơ thể mình bây giờ mới cử động được vô dạng cô ấy đi rồi sao hai người ở trong phòng cả đêm làm gì mà cô ta vừa sớm đã đi rồi cô ấy ngủ xong thì đi không giải huyệt cho mình đúng là vô tình đang còn say ke thì khởi mộng đã úp hai con thỏ của mình vào mặt lăng vân chủ nhân sao quần áo của người mất rồi nữ nhân kia có phải hôm qua làm gì không nhanh để tiếp xem thử nào chúng chúng ta không có làm gì hết khởi mộng không có thực thể nên cứ thế trực tiếp xuyên qua hôm qua ta chỉ giúp cô ấy trị thương mà thôi xong xuôi thì lăng vân đến thư phòng đọc lại sách cổ tất cả sinh linh trên thế giới này thậm chí linh hồn thể cũng có thể tu luyện được người được phân tam lục cửu đẳng cảnh giới của người tu hành đều phân chia như thế mặc dù hệ thống tu luyện nhiều cách nhưng ngoại trừ yêu tộc phân chia thực lực thì tất cả đều chia thành cửu đẳng còn nhất đẳng thì là tôn cảnh giới được chia thành hoàn chiêu khai quang dung hợp tầm động linh định nguyên anh xuất khiếu độ kiếp bán tiên yêu tộc tôn sùng mặt trăng nên lấy mặt trăng làm chủ và cảnh giới chỉ chia làm năm cấp dựa theo mặt trăng mà chia thành sóc nguyệt nga mi thượng huyền đãi tiêu và vọng nguyệt trong đó sóc nguyệt cảnh viên mãn tương đương với cường giả thất đẳng của nhân tộc mấy thứ này đều là ghi chép từ cổ tịch huyền môn huyền công của mình thôn phệ cường giả cấp bậc nào thì mình sẽ lấy được sức mạnh của họ như vậy thì sau khi mình thôn phệ xong khởi mộng thì mình từ cửu đẳng sẽ tấn giai lên thất đẳng trong cổ tịch cũng không có nhắc đến vấn đề hình dạng đan điền đan điền của vô dạng là tháp ba tầng còn khuyết kim đạo trưởng hình như là bông sen ba cánh có lẽ cảnh giới của họ đều là thất đẳng như thế thì mình sau này chỉ cần nhìn là đã biết cảnh giới của đối phương rồi hiện tại đan điền của mình chỉ là một mớ hỗn độn chắc phải đợi thôn phệ xong khởi mộng thì mới có sự thay đổi à quên mất còn tên bùn mê gái nãy nữa mới đó mà đã to như vậy rồi xem ra sau khi hấp thụ hai phân thân thì có sự thay đổi không nhỏ nhìn qua thì đã có hình người rồi dội sạch lớp bùn trên người ngươi đi thối quá không thể người nổi thế là lăng vân dẫn cục đất đi tắm mồ dội thẳng vào người cục đất khi đất trôi đi lộ ra một nhân ảnh trong đống đất là một nam nhân cực kỳ đẹp trai khuôn mặt thanh tú cái đệt không ở đó nha đống bùn này thế mà sinh trai như vậy khuôn mặt ảm đạm buồn buồn nếu mà mặc đồ nữ chắc thành đại mỹ nhân đống bùn quá chán nên lại đắp đất lên người tiểu mỹ nam này đừng mềm nhũn ra nữa ngày nào cũng nản như vậy chi bằng hãy cứ vui lên trưởng môn sáng nay ăn rau cần xào hành nhé sau này ta sẽ cho ngươi ăn đồ ăn ngon vì thế ngươi phải lớn nhanh lên để ta ăn nha trưởng môn cứ làm việc trước đi ta đi làm đồ ăn sáng không hổ danh là trưởng môn ăn chơi lại xa đoạn như vậy chỉ đáng tiếc mỹ nam đó không sinh con được hai giờ sau tại tiêu xuân lâu rõ ràng hôm nay là cuối tuần mà lại gọi mình đến tăng ca ở đây lại xảy ra vụ án gì nữa đây lục huynh huynh đến rồi sao gì chứ hôm qua ngươi bị thương mà hôm nay còn đến có cần liều mạng vậy không vết thương nhỏ thôi mà không sao bên trong vô dạng cũng đi ra hai người chạm mắt nhau mà ngại ngùng cả hai cũng không biết mở lời sao cho đỡ ngại ngùng nam nhân chết là lý thanh người trông coi sổ sách của giá các hố còn nữ là kỹ nữ tuyết nhi của tiêu xuân lâu hai người này chết vào tối qua tình trạng chết xem qua thì không phải do người là có lẽ là do yêu tà dở trò trong ba ngày xảy ra hai lần sự cố tiêu xuân lâu này xem ra có vấn đề lớn oan ủng quá đại nhân tiêu xuân lâu chúng ta kinh doanh đoàn hoàng chuyện tại yêu chúng ta không biết gì cả còn cái đám yêu quái này nữa sao lại cứ chọn chỗ của bọn ta gây chuyện chứ không muốn để người khác làm ăn à lúc này lăng vân tiến lại quan sát kỹ hơn Hoa văn này giống trên người của Vô Dạng cô nương, lẽ nào là cùng một người làm sao? Nếu không phải mình đem cổ trùng hôm qua áp chế có lẽ cô ấy cũng sẽ gặp kết cục này. Người dùng cổ độc ra tay với Lý đại nhân nhất định có âm mưu rốt cuộc là âm mưu gì? Lúc này bên ngoài có người gây ra tiếng động, mấy thùng cơm của trừ Tà Ti các người thì có thể phá được án gì trừ này ra? Người đến tên là Tưởng Lăng người của Thiên Lương vệ bách hộ, lại là đám người của Thiên Lương vệ đến gây náo, Tưởng Lăng sao cô ta lại đến đây rồi? Trừ Tà Ti chúng ta phá án thì liên quan gì đến Thiên Lương vệ các ngươi? Ồ, đây không phải là Vô Dạng bổ đầu sao? Ta suýt chút nữa thì không nhận ra rồi. Đột nhiên thay đổi cách ăn mặc giống con gái không lẽ là đã có người trong lòng rồi? Việc ta mặc gì có liên quan gì tới ngươi không, tinh khí vẫn nóng nảy như thế a, à. ở đây có một người lạ nhỉ, chắc tên mặt trắng này là người trong lòng của cô rồi, cô ta cao quá, nhìn tên này cũng tầm thường thôi mà. Đại nhân đừng hiểu lầm, đây là vọng khí sư mà chúng ta mới tuyển đến nó, tiểu tử ngươi biết vọng khí thuật sao nhỉ không ra đấy, ha ha, ta chỉ hiểu một chút thôi, có thời gian cho ta dùng với nhé, vụ án này có lẽ là do yêu ta làm, vụ này trừ tà ti ta chịu trách nhiệm mời cô nhanh chóng rời khỏi đừng cản trở chúng ta phá án. Cô vậy mà còn mặt mũi lên tiếng quát, cô tưởng bọn ta thật sự thèm nhận cái thứ tạp nham này sao, không phải là mệnh lệnh của chi phủ đại nhân thì ta thèm đụng vào đấy. Nếu như không phải đám phế vật trừ ta ti các người gây chuyện lớn thì thành Giang Phong có bất an như bây giờ không hả? Các người lo mà đi bắt đám yêu tà ở ngoài kia đi đừng có mà ở đây cản trở bọn ta làm việc. Nếu như là mệnh lệnh của chi phủ đại nhân thì ta cũng không thèm nói nữa. Bây giờ phiền ngươi trả người cho ta, Lăng Vân chúng ta đi, đứng ở đây coi chừng bị con mụ đó lợi dụng đấy. Phản ứng mạnh vậy lẽ nào là tình nhân thật, đã mấy năm rồi mà vẫn chưa đột phá lên lục đẳng cô đúng là tự làm tự chịu mà. Ra đến ngoài mặt vô dạng lúc nào cũng gầm xuống đầy sát khí. Sao mặt của vô dạng bổ đầu bí sĩ vậy, không phải điều tra án thì nên vui mới đúng chứ, không phải vì vụ án đâu mà là vì vị thiên lương vệ bách hộ kia đấy, cô ta và đại nhân là người quen cũ, mỗi lần gặp nhau thì mỗi lần đấu khẩu, có lẽ là có ân oán gì đó, cảnh giới trước đây còn không sao nhưng vào thời gian trước lăng hộ vệ đột phá lục đẳng thì bắt đầu kiêu ngạo hơn, thêm trừ tà ti liên tiếp gặp nạn khiến cho đại nhân bị chèn ép không ngẩng đầu lên được, bây giờ đại nhân đang nóng trong người các ngươi tốt nhất đừng động đến, mau tranh thủ đi làm việc đi, đây chính là chiến tranh của nữ nhân sao? sau một hồi di chuyển thì họ cũng đến một quán ăn trong quán ăn có hai người mang mũ thần bí ăn rất nhiều lăng Vân lúc này mới đi tới vỗ vai hai người này hỏi hai vị ăn vui quá nhỉ có hứng thú đi cùng ta một chuyến hay không ta nấu mì cho các người ăn thế nào hai tên này bị làm phiền nên tức giận mà quay lại tấn công nhưng lăng Vân né được chết tiệt hai yêu tà này cũng ra tay nhanh thật chí ít các người cũng nói đôi ba lời chối cãi rồi hãng ra tay chứ lúc này thì hai con yêu tà cũng hiện nguyên hình là heo thành tinh hai vị cũng to quá mang đi quay chắc có giá lắm nhỉ lăng vân đang còn nói nhảm thì một bóng người vọt lên là vô dạng phi lên muốn đánh nhau với hai con yêu tà tức mình chuyện lúc nãy nên cô muốn xả cục tức ra thế là hai bên nhảy vào tần nhau hai con chư yêu nháy mắt muốn lên mưu kế thì đã bị vô dạng nắm thóp được mà biếu cho mỗi con một sút vào mồm lăng vân nhìn mà đứng hình không tàn quá rồi dạ nỉ muội là con nít đừng nhìn thì hơn đây chính là sự nổi giận của con gái sao sau này mà lấy về thì bỏ miệng mất sau vài hiệp hai con chư yêu đã bị vô dạng múc cho gãy hết hàm tiền đạo nằm bất tỉnh khi đại nhân tức giận trông đáng sợ quá rồi chưa giải được cục tức nên vô dạng vẫn đầy sắc khí nói giải chúng về rồi đi bắt yêu tà tiếp bốn người lăng vân sợ quá mà nghe răm rắp không dám cãi một lần bắt là đến tối muộn mới về cuối cùng cũng tan làm rồi một ngày bắt bảy tám con đúng là mệt chết tâm trạng của vô dạng không tốt mình cũng không dám nhắc đến tan làm sớm trên đường về thì lăng vân gặp một bà già bán kẹo hồ lô mà dạ nỉ thì muốn ăn kẹo nên chỉ chỉ ý muốn ăn lăng vân hôm nay cũng lấy được tiền lương nên đồng ý mua cho dạ nỉ nhanh chóng lăng vân hỏi giá cây kẹo và mua nó cho dạ nỉ thấy lăng vân mua kẹo cho mình dạ nỉ nhảy tưng bừng đang vui thì đột nhiên dạ nỉ bị khống chế và bay đi mất để lăng vân ở lại một mình thấy dạ nỉ bay đi nên lăng vân đuổi theo mà bỏ cả tiền thừa con bé tham ăn này sao đột nhiên lại lên cơn vậy chứ lăng vân đuổi theo dạ nỉ khắp hang cùng ngõ cụt anh dí đến một chỗ quẹo thì vô tình đụng phải một đôi gò bồng khổng lồ úp mặt vào đó người này lại là em gái tưởng lăng có quả hàng khổng lồ thiên lương hộ vệ tôi nói tôi vô tình thôi cô có tin không lại là tiểu tử ngươi sao đến đúng lúc lắm đi phá án với ta xin lỗi đại nhân bây giờ ta còn có việc gấp nên không có thời gian phá án đâu việc gì gấp ngươi đụng vào ngực ta ta còn chưa tính sổ đó là sủng vật của ta chạy rồi nên ta phải nhanh chóng tìm nó về, một con pet mà thôi quay về tìm cũng không muộn, làm chuyện chính quan trọng hơn, không được đâu đại nhân ta thực sự đang vội mà, tên nhóc nhà ngươi sao mà lắm chuyện thế, thích ý kiến à, tưởng lăng ấn đầu lăng vân xuống đất rồi dùng chân trà đạp anh, ta bảo ngươi phải đi chứ ta không thương lượng với ngươi hiểu không? Đại nhân đây là ức hiếp người quá đáng, ta là người của trừ tà ti không có nghĩa vụ giúp thiên lương vệ các người, hùng cứng thế sao, ngươi quyết tâm không muốn giúp ta có đúng không? Quân tử lời nói ra quyết không khuất phục, là ngươi ép ta đó, mười phút sau họ cùng đi đến gia khố các mau dùng vọng khí thuật của ngươi xem thử nơi này có vấn đề gì không vâng vâng có thể làm việc cho đại nhân là vinh hạnh của ta lăng vân liền mở vọng khí thuật nhìn vào bên trong thì phát hiện nơi này có vấn đề nơi này dày đặc khí âm tà có thể là có yêu tà đang trốn bên trong đó giá khố các là nơi cất giữ các vụ án nơi này yêu tà chiếm cứ nơi này thì có âm mưu gì bên trong có bao nhiêu yêu tà ở xa quá nên ta chỉ nhìn được yêu khí thôi còn bên trong như nào ta không biết tưởng lăng liền nhắc nhở đám đàn em cẩn thận vì bên trong có yêu tà sau đó thì họ từ từ tiến vào bên trong ngươi đi dò đường đi ta đi dò đường sao đại nhân thực lực của ta thấp ta không làm được đâu nơi này chỉ có ngươi biết vọng khí thuật ngươi không đi thì ai đi đại nhân đây đúng là bắt nạt người quá đáng bắt nạt ngươi thì sao ta chính là thích như vậy giờ ngươi có đi hay không đáng ghét bây giờ mình đánh không lại mụ ta đừng để ta có được cơ hội lật mình nếu không nhất định sẽ hành hạ ngươi gấp bội mở cửa bước vào thì có màu yêu khí phảng phất ta khí nơi này càng vào càng nặng bỗng nhiên trần nhà rơi một giọt nước trúng mặt của lăng vân khiến anh ngơ ngác lăng vân vội nhìn lên thì thấy một đầu yêu tà nhìn chằm chằm vào mình nó tiến sát lại gần muốn sơi tái lăng vân anh quá sợ mà nhanh chóng nhảy về phía sau rồi vắt chân lên cổ chạy bán sống 30 giây sau đã ra được bên ngoài mà báo tin bên trong có yêu tà yêu tà lúc này cũng đã xông ra ngoài nó nhảy bổ vào người tưởng lăng muốn tìm cái chết sao tưởng lăng rút kiếm chém đứt cuống họng yêu tà bồi thêm cho một củ trò khiến yêu tà về chầu diêm vương ngay chỉ là một đám yêu tà tầm thường mạnh thật đây chính là võ giả lục đằng sau khi tưởng lăng tiến lại xem cho rõ hơn thì một đòn công kích từ trong nhà phóng ra tưởng lăng ngay lập tức bật người né tránh ừ bên trong vậy mà vẫn còn yêu tà lúc này kẻ bên trong đánh trống thì lập tức yêu tà bên ngoài từ từ hồi phục mà vặn vẹo đứng dậy chẳng mấy chốc mà yêu tà đứng thẳng người con yêu tà này không chết mà lại còn hồi phục lại hoàn toàn con yêu tà trước mặt tỉnh lại thì nhảy theo tiến trống bên trong là kẻ nào cút ra đây đừng giấu đầu lòi đuôi nữa bên trong bắt đầu bước ra mấy con yêu tà đám chó các người được triều đình nuôi khôn thật nhanh như vậy đã ngửi được mùi rồi các người là ai và đến giá khố các là có âm mưu gì người chết thì hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ hắn đánh chống lập tức mấy con yêu tà nhận lệnh từng con từng con nhào đến tấn công một đám xúc sinh to gan tưởng lăng một quyền đã đấm nát mặt một tên quyền thứ hai giải quyết thêm một con tay đấm chân đá tứ lung tung khiến đám yêu tà né trối chết chẳng mấy chốc đã giải quyết được đám sâu ria đúng là dễ như trở bàn tay võ giả lục đẳng lại đáng sợ như vậy một đám cá tạp còn cố vũng vây nữa nhanh đưa tay chịu chói ngay xem ra là ta đã xem thường ngươi rồi tên đầu sỏ lại gõ trống đám yêu tà ngã xuống lại vặn vẹo đứng lên một lúc thì như chưa có chuyện gì xảy ra mấy con này có lẽ không phải vật sống mà giống với xác chết còn dối hơn từng tên một đều như rồi phiền chết được xem ra phải giải quyết ngươi trước thì đám rồi nhặng này mới không bay được lại muốn xông tới sao ta khuyên ngươi đầu hàng đi bổn quan không có thời gian chơi với ngươi đâu đừng vội phim hay luôn ở phía sau mà mấy con yêu tà đột nhiên lại không tấn công tưởng lăng nữa mà nhảy tót lại phía sau tấn công mấy người trong đội của tưởng lăng ngươi đừng quan tâm đến người khác nữa đối thủ của ngươi đang ở đây này yêu muội nhi mau tỉnh lại làm việc nào mau ra ngoài chơi với tỷ tỷ kia một chút lăng vân trốn một bên nhìn mà hãi hùng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nên tranh thủ chuồn đi kiếm dạ nỉ thôi bọn họ hãy tự mà cầu phúc đi lăng vân quay đầu bỏ chạy thì một con yêu tà đã đứng ngay phía sau đợi anh mà miệng sao người lại đến chỗ ta rồi yêu tà không nói nhiều mà há miệng muốn cắn lăng vân lần này lại kéo phiền phức nữa rồi lúc này chỗ tưởng lăng yêu muội nhi đa tỉnh lại re re cuối cùng cũng được ra ngoài chơi rồi tỷ tỷ khổng lồ cùng chơi với muội nhi đi hi hi thứ này cho mình cảm giác rất nguy hiểm yêu muội nhi con cứ chơi với tỷ tỷ cho thỏa thích đi hi hi cùng nhau chơi đùa thôi nào tốc độ của thứ này nhanh thật mặc dù tốc độ nó nhanh nhưng với phản ứng của võ giả lục đẳng mình ứng phó với nó có lẽ là chuyện dư thừa hư với trình độ này yêu tà ngươi không làm gì ta được đâu khi yêu tà bay đi thì làn gió mà yêu tà lướt qua đã khiến y phục của tưởng lăng rách một mảng lớn bên này thì lăng vân đã bị một con yêu tà dí chạy tụt quần đến ngay cả vũ khí mình cũng không có thì đánh đấm cái gì chứ yêu tà bám sát dí lăng vân không rời lăng vân chạy một lúc thì nhớ ra gì đó rồi lôi ra một sâu đồng tiền thử dùng thứ này đánh nhau vậy yêu muội nhi bên này vẫn đánh nhau với tưởng lăng chiến đấu cận thân ngươi không đánh lại yêu muội nhi được đâu ha <laughs> ha yêu muội nhi có thể hút khí vận của ngươi rồi luyện hóa để cho bản thân nó dùng vốn ngươi né được công kích nhưng sau khi chuyển hóa thì lại biến thành tai họa mà đánh chúng ngươi tưởng lăng sau một lúc đánh nhau thì đã bị bán hành hai con thỏ to đùng lộ ra yêu nhi phóng tới mấy cây cọc ghim thẳng vào người của tưởng lăng xảy ra chuyện gì mình không dùng sức được nữa cảm giác sức mạnh trong cơ thể đang trôi đi rất nhanh lúc sắp nguy cấp thì lăng vân cầm đao ở đâu bổ xuống mà giải cứu thanh kiếm này lợi hại phết mấy con yêu quái lúc nãy dễ dàng giải quyết rồi tưởng bách hộ cô không sao chứ nhanh giúp ta lôi hai cây đinh này ra khỏi người ngay không ngờ lại còn có một tên gây rối yêu muội nhi làm thịt hắn luôn đi yêu nhi nhận lệnh nên lại một lần nữa lao tới lăng vân cẩn thận đằng sau yêu muội nhi chớp mắt đa ở đằng sau lăng vân để tấn công chật chật ở vai cô bị đâm sâu thật yêu muội nhi mau hút lấy khí vận của hắn rồi một kích tất sát đi yêu muội nhi đã tới gần lăng vân và bắt đầu hút lấy vận khí nhận ra điều gì đó nên tên đầu sỏ sợ xanh mặt khí vận của người này lại không có chút vận may nào mà chỉ là vận hạn yêu muội nhi cứ hút lấy vận hạn của lăng vân mà không thể nào dừng lại được vận hạn sau một lúc đã làm cho yêu muội nhi nổ mất nửa khuôn mặt tên đầu sỏ nuôi yêu muội nhi cũng bị thương do phản phệ yêu muội nhi sợ quá mà khóc tu tu quay trở lại ủa phía sau mình bị sao vậy cái gì sao thứ đo lại tự nổ tung rồi tiểu tử này không đơn giản lại làm cho yêu muội nhi sợ hãi chạy trước đã rồi tính sau nói xong một cái là tên này bỏ chạy mất dép không thèm quay đầu tên này lẽ nào bị sự cương trực của ta dọa cho bỏ chạy rồi sao đừng nói nhảm nữa nhanh đuổi theo hắn bắt lại đuổi cái rắm ta phải đi tìm thú cưng của ta nữa giúp như này đã là quá nhiệt tình lắm rồi ta bảo ngươi đuổi theo thì ngươi đuổi theo nói lắm thế làm gì này ông đây nhịn cô hơi lâu rồi đấy Lăng Vân lập tức vật tưởng Lăng nằm lên đùi của mình, "Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là trừng trị ngươi, không ai dạy cho ngươi sao? Không lễ phép thì sẽ bị đánh vào mông đấy, ngươi dám làm thế với bổn quan?" Lăng Vân không sợ mà trực tiếp đánh vào mông tưởng Lăng đông đốp khiến cô nàng phê đứa đừ đừ, chắc là vỗ chúng sò, bây giờ không dùng được sức nếu không mình sẽ giết hắn ngay lập tức, nếu mà ngươi còn dám làm vậy bổn quan sau này nhất định cho ngươi biết tay. hùng ta sợ quá cơ, Lăng Vân lại vỗ thêm vài cái nữa cho đã cái tay, ta đánh cho cô hết hung dữ nữa thì thôi, nãy giờ hành ta này, không biết Lăng Vân có móc hay không mà cô nàng sướng ra người mà mắt sụp xuống luôn, mới đó mà ngất rồi sao? Là bị thương quá nặng hay là quá tức đấy nhỉ? Không hổ danh là võ giả, mông vừa săn chắc lại có tính đàn hồi, tay của mình vỗ mà tê luôn rồi. Tha cho cô ta hôm nay vậy, gọi mấy tên thiên lang vệ tỉnh lại khiêng cô ta về là được rồi. Mình còn phải tìm Dạ Nỉ, đi thời gian lâu như vậy rồi hy vọng cô ấy không có chuyện gì. Cảnh chuyển đến trên đường phố, lâu như thế không biết Dạ Nỉ có bị làm sao không? May mà mình để khởi mộng lén đi theo sau rồi, dựa vào cảm ứng của mình đối với khởi mộng thì rất nhanh sẽ tìm thấy họ, có lẽ là ở gần đây. Dạ nỉ bên này đã bị trói lại một góc không di chuyển được, bé con ngươi lên cơn động kinh gì mà chạy điên như vậy chứ? Một lúc sau thì Lăng Vân cũng tìm được khởi mộng, chủ nhân con bé này không biết bị ma nhập hay sao mà gọi thế nào cũng không nghe cứ chạy một mạch, thiếp chỉ đành dùng chút thủ đoạn nhốt cô ta lại thôi. Đáng tiếc sức mạnh của thiếp không đủ để di chuyển được nếu không thì bắt con bé này về đỡ phải mất công chủ nhân đến đây một chuyến rồi, yên tâm, cô rất nhanh sẽ mạnh lên thôi. Không qua bao lâu nữa mình thôn phệ được khởi mộng để tiến giai bát đẳng rồi, thật sao? Thế thì tốt quá, trải qua mấy ngày quan sát thì cảnh giới chủ nhân hình như không cao, đợi mình nắm được nhiều sức mạnh hơn sẽ tìm cơ hội hút chết chủ nhân, nói không chừng có thể lấy lại tự do cô nhìn ta làm gì nữa nhanh thả dạ nỉ xuống đây để ta xem thử nào khởi mộng nắm lấy dạ nỉ tính mang xuống thì đột nhiên có một bóng đen vụt qua cướp lấy dạ nỉ chết tiệt dạ nỉ đã bị bắt đi rồi không nói thêm lăng vân rút kiếm mà đuổi theo sau tên này tốc độ nhanh quá khởi mộng nhanh đi tới trước ngăn hắn lại đi vâng chủ nhân rất nhanh khởi mộng đã đuổi kịp tên bắt dạ nỉ thấy khởi mộng thì sợ hãi mà dừng lại lăng vân cũng đã tới tung một trường bắt được tên đồ đen thì dạ nỉ lại mất không chế chạy tiếp khởi mộng cô đi theo dạ nỉ đi vâng chủ nhân để ta xem ngươi là ai đây cái gì chứ sao là khuyết tiền đạo trưởng cái gì mà khuyết tiền đạo trưởng pháp hiệu của ta là khuyết kim đạo trưởng ứng khuyết tinh đạo trưởng ngươi bắt dạ nỉ làm cái gì đây là chuyện của đạo môn không liên quan tới ngươi còn nữa ta là khuyết kim lão đạo ông ta vẫn chưa tính sổ với ông đâu ngược lại ông còn hống hách như thế ủa sao mình không cảm ứng được với khí tức của khởi mộng nữa lăng vân nhìn lên trên trần nhà thì có biến khởi mộng và dạ nỉ đều đã bị bắt và mất đi ý thức người đến là một nữ tử tóc trắng hai tay cô ta đã bắt mọi người thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp tiểu muội nha để tiểu muội có động lực ra tiếp nha tiểu muội xin cảm ơn mọi người rất nhiều